chương 581, sợ anh lo lắng. Vào buổi trưa, cửa biệt thự bị người một cước đá văng. Lâm sở nhai mới vừa muốn lên lầu thay quần áo, trở lại hoàn á, bị giật mình, thấy Trang Hạo Nhiên cầm đầu, dẫn mấy cầm thú đi vào, anh kinh ngạc kêu to nói, mọi người làm gì vậy? Đạp hư cửa của tôi, lão tử phải trả tiền đấy. Tiền sửa chữa của khách sạn Á Châu rất đắt. Trang Hạo Nhiên không để ý tới anh, dẫn người đi tới, lười biếng hỏi, đi đâu vậy? không phải định thay quần áo đi tìm mọi người ăn cơm sao lâm sở nhai nhìn bọn họ nói liền trực tiếp từ cầu thang đi tới trên ghế salon ngồi xuống mấy người cùng nhau im lặng nhìn anh lâm sở nhai ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt ngạc nhiên kỳ quái của bọn họ lập tức nói đừng ghê tởm như vậy cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị người từ chối mọi người không có việc gì đừng dằn vặt chuyện này nữa thật không có chuyện à tào anh kiệt lập tức ngồi xuống bên cạnh lâm sở nhai bởi vì trời có chút nóng, liền cởi bỏ cà vạt. Lâm sở nhai quay đầu, liếc về phía anh, xấu xa cười nói, đừng ở trước mặt của tôi tháo cà vạt, tôi sẽ sung động. Anh không nói hai lời, liền nhào về phía Tào Anh Kiệt muốn hôn anh. Audio điện tử võ tấn bền Này này này, anh đừng như vậy, lão đại, cứu mạng, chấm than ngoặc kép. Tào Anh Kiệt lại bị Lâm sở nhai đè ở trên người, liều mạng đẩy mặt của anh ra, khàn giọng gọi. Trang Hạo Nhiên cười, ngồi ở trên ghế salon, Lơ đãng thấy trên bàn uống trà nhỏ có một ly trà sâm uống hết, chỉ còn sót lại mấy miếng sâm trắng như tuyết, bên cạnh bánh ngọt dâu tây cũng ăn gần hết, còn thừa lại một chút, ánh mắt của anh nhíu lại, hỏi: "Trà sâm và bánh ngọt này?" Chấm ngoặc kép. "Ồ, đó là Tiểu Đường đưa tới." Lâm Sở Nhai ngồi thẳng người, cười nói. Trang Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn anh nói: "Ai?" "Tiểu Đường," Lâm Sở Nhai lặp lại. Ánh mắt trang hạo nhiên sáng lên, nghiêng mặt suy nghĩ một chút bánh ngọt và trà sâm an an đưa vào, mới bừng tỉnh hiểu ra. Tại sao tiểu đường tới gặp anh, Tô Lạc Hoành và lãnh mặc hàn cũng ngồi xuống, nhìn lâm sở nhai hỏi. Lâm sở nhai có chút ngượng ngùng cười nói, có thể là trong lòng có áp lực, cảm thấy nhã tuệ từ chối tôi, sợ tôi bị thương thôi. Còn nhắc nhở tôi, tất cả mọi người quan tâm tôi, những thứ này tôi biết rõ. Anh biết à, Tô Lạc Hoành chạy tới sở anh trang hạo nhiên im lặng nhìn anh nói cô ấy thật tới tìm cậu còn nói cái gì khác không nói tôi là một người đàn ông ưu tú đáng yêu đẹp trai trọng nghĩa cũng tốt hơn so với các người muốn tôi chăm sóc thân thể mỗi ngày uống nhiều trà sâm một chút ngủ sớm một chút lâm sở nhai xoay người cười đùa với tô lạc hoành hai mắt trang hạo nhiên rốt cuộc hiện lên nụ cười dịu dàng nhớ tới ánh mắt to của đường khả hinh nhìn mình bất cứ lúc nào cũng dịu dàng và hiền lành Lãnh mặc hàn lạnh nhạt nói, đoán chừng cũng là sợ có người lo lắng chứ. Ai vậy? Lâm sở nhai ngạc nhiên nhìn lãnh mặc hàn, cười hỏi anh hả? Chấm hỏi ngoặc kép. Đi, lãnh mặc hàn lơ đãng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn phần bánh ngọt kia, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Ánh mặt trời đang rực rỡ, chiếu xuống có thể cảm giác từng quầng sáng. Nơi rừng núi xa xa, hiện lên một mảnh cuộc sống xanh dần, ở dưới ánh mặt trời trói mắt, càng xanh hơn. Bệnh viện, một khu nhà màu trắng, sát phía sau rừng núi. Bệnh nhân lui tới, chợt có bác sĩ đi qua, đỡ một bệnh nhân đi bộ không có tiện, trở về phòng bệnh. Hàn Văn Kiệt mới từ phòng nghe chẩn đoán bệnh đi ra, đi dọc theo hành lang bệnh viện thật dài đi tới, mỉm cười nắm điện thoại, nói với cháu gái nhỏ nói, bảo bối, lúc nào gặp mặt papa xong, nể mặt trở về gặp chú đây đối phương truyền đến giọng nói trong veo non nớt, nói cháu cũng không chịu nổi hai em trai, đã cố dậy hai đồng một cân hạnh, hai cân bốn đồng, bọn nó cũng ba tuổi rồi, còn hỏi người ta hai cân năm đồng có được hay không. Cũng tại mẹ ngốc nghếch kia dậy hư đấy, chấm than ngoặc kép. Hàn Văn Kiệt bật cười nói, vậy tại sao cháu không đổi cách giải thích với em trai? Bé Hy Văn mặc áo sơ mi cao cổ trắng như tuyết, mini skirt màu đen, chải tóc đuôi ngựa thật cao, ngồi ở trên ghế salon sợi hoa màu trắng sữa, mắt to sáng lên, phách lối tức giận, nằm ống nói cổ xưa màu vàng hỏi còn có biện pháp gì. Cháu có thể dạy em trai, một đồng một cân hạnh, bọn chúng cũng biết, hai cân hạnh phải hai đồng. Hàn Văn Kiệt trêu chọc cháu gái nhỏ cười nói. Ánh mắt bé Hy Văn sáng lên, nhất thời cảm thấy đáng tin, nhưng sắc mặt lại lập tức tối xuống, nói, nhưng ba nói, nếu như dạy bọn chúng một cân hạnh một đồng, hai cân hai đồng, còn không bằng không dậy. Đó là đề toán học con kiến cũng biết. Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ tựa vào bên tường, cười nói cháu và cha của cháu đều là thiên tài, dĩ nhiên sẽ không hiểu những bình thường như chúng tôi. Cho dù cha của cháu thông minh, nhưng cũng chỉ là tổng giám đốc sách mà thôi, đâu giống như papa của cháu cũng sắp được chọn làm tổng thống Pháp rồi hả? Khi Văn quay đầu, suy nghĩ một chút mới nói cũng đúng. Người đàn ông này không có cảm xúc, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết kiếm tiền và ở bên vợ bỏ mặc cho cháu và hai em trai tự sanh tự diệt. Mau trở về đi, bảo bối, chúng ta nhớ cháu muốn chết. Mỗi ngày chú Văn Vũ ôm thỏ tinh công ngủ, gọi tên của cháu. Hàn Văn Kiệt cười nói. Cháu cũng không phải con gái của thỏ tinh công, papa tổng tuyển cử quan trọng hơn, cháu ở nơi này chờ papa tổng tuyển cử xong sẽ trở về. Chú ba ngoan ngoãn ở nhà, không cho nhận điện thoại của nữ y tá, nếu không, thím sẽ tức giận chú. Bye, khi Văn cúp điện thoại ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, nhìn màn hình dập tắt, đột nhiên mỉm cười, muốn xoay người đi khỏi, lại thấy trước mặt có một cô gái rất quen thuộc, hôm nay giống như ăn mặc có mấy phần chín chắn, lộ ra dáng vẻ và khí chất tốt đẹp của cô, mang giày cao gót màu đen, giáo giác nhìn phòng làm việc hai bên, giống như đang tìm người kia, anh khẽ mỉm cười, cất điện thoại di động vào trong túi, mới gọi nhỏ, hi, chấm ngoặc kép. Đường khả hình tay cầm túi sách, đang muốn tìm phòng làm việc của tô thủy kỳ lại nghe được tiếng kêu nghi ngờ quay đầu nhìn thấy hàn văn kiệt bác sĩ đẹp trai lần trước giữ lại ấn tượng khắc sâu cô lập tức cười thật lễ phép khẽ gật đầu nói nhỏ chào bác sĩ hàn hàn văn kiệt hơi nở nụ cười nhìn đường khả hình nói cô nhớ ra tôi dĩ nhiên nhớ đường khả hình cung kính nói cô đến tìm thủy kỳ hàn văn kiệt nhìn cô hỏi nhỏ đúng vậy nhưng tôi không biết phòng làm việc của anh ấy ở nơi nào, hơn nữa gọi điện thoại di động anh ấy cũng không nghe. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút khổ não cười nói. Hàn Văn Kiệt cười xoay người, chỉ phía trước nói, từ nơi này đi về phía trước, đầu đường thứ nhất, quẹo trái, cửa phòng số 3, chính là phòng của anh ấy. Ồ, đường khả hình vui vẻ cười nói, tốt, tôi biết rồi. Cảm ơn anh, bác sĩ Hàn. Không có việc gì, mau đi đi giống như buổi trưa anh ấy có chẩn đoán bệnh, Hàn Văn Kiệt cười nhẹ nói. Tốt, sau khi đường khả hình chào tạm biệt, liền vội vàng nắm túi sách nhỏ, bước nhanh tới phía trước. Hàn Văn Kiệt chậm rãi quay đầu, nhìn bước chân đường khả hình có chút gấp gáp và cười khẽ, suy nghĩ một chút, liền mỉm cười xoay người đi khỏi. Khoa tim mạch, phòng số 3. Tô Thủy Kỳ mặc áo len mỏng màu trắng cổ chữ V, quần tây dài đen, bên ngoài khoác áo blau màu trắng, đeo mắt kính, ngồi ở trên ghế ra, đang chăm chú xem một biểu đồ CT trước mặt, nghiên cứu chữa bệnh tim cho người mới đến, suy nghĩ hết sức chăm chú. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tô Thủy Kỳ vẫn chăm chú xem biểu đồ CT, đáp vào đi. Chấm ngoặc kép, cửa nhẹ nhàng mở ra, quét vào một cơn gió mát. Tô Thủy Kỳ cũng không ngừng đầu, bởi vì bây giờ là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, không trần bệnh. Bác sĩ Tô rất chăm chú. Chấm ngoặc kép một giọng nói ngọt ngào trong trẻo truyền đến lúc này tô thủy kỳ mới từ trong phác đồ tim mờ mịt quay đầu nhìn thấy đường khả hinh mặc áo sơ mi màu đen váy ngắn bó sắt người màu đỏ thẫm chải tóc kiểu hàn tay cầm túi sách hơi có vẻ chín chắn và quyến rũ mỉm cười đứng ở bên cửa nhìn mình anh kinh ngạc đứng lên không thể tin được bật cười gọi khả hinh hai mắt đường khả hinh cũng dưng dưng đi tới nhìn tô thủy kỳ cười nói ôi em đã trở về chấm than ngoặc kép trời ạ à. Tô Thủy Kỳ hưng phấn đi tới, lập tức đi tới, kích động ôm chặt eo của cô gái này, ôm nhẹ mới cười nói, trở về lúc nào. Hai ngày trước, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh cười nói. Hai ngày trước, bây giờ em mới đến tìm anh, Tô Thủy Kỳ nhìn cô, có chút tức giận cười nói. Em muốn xử lý xong tất cả, tâm trạng hoàn toàn buông lỏng, mới đến tìm anh. Đường khả Hinh mỉm cười nhìn Tô Thủy Kỳ nói. Tô Thủy Kỳ hơi thu nụ cười, nhưng vẫn kích động bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô từ đầu đến chân, nói anh xem một chút. Ra khỏi nước là gầy hay béo hả? Bất kỳ người nào gặp em trở về, trước hết là nhìn em gầy hay béo. Em rất có áp lực, đường khả hình bất đắc dĩ cười nói. Bọn họ và anh không giống nhau, anh là bác sĩ, còn có sức phán đoán một chút. Tô Thủy Kỳ lại kích động nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt sáng ngời, còn có dáng vẻ quyến rũ, không nhịn mỉm cười, ôm cô vào trong ngực thật lòng nói em thật sự là treo chết anh rồi đi nước anh lâu như vậy ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cũng không gửi biêu thiếp anh rất sợ em bị người ta bắt cóc hỏi nhã tuệ cô ấy cũng không biết anh còn nói cuộc tranh tài rượu đỏ này sao bí ẩn như vậy chấm hỏi ngoặc kép đường khả hình tựa vào trong lồng ngực ấm áp của tô thủy kỳ nhất thời có chút cảm giác mệt mỏi mặt dính vào lồng ngực của anh hai mắt ửng đỏ lại cười vui vẻ chương 582, chim cánh cụt cha. Mùa xuân phương Nam cũng sẽ cho người ta có một loại ảo giác, bởi vì nó luôn là thời điểm lá rụng bay bay ở cuối mùa xuân. Giống như mùa màng nhớ nhung, cũng bị vò nát. Ánh mặt trời chiếu xuống, phía sau bệnh viện có một số bệnh nhân đang phơi nắng. Tô Thủy Kỳ và đường Khả Hinh mỉm cười đi dọc theo đường nhỏ của bệnh viện đi tới vườn hoa, cùng nói đến chuyện xảy ra mấy tháng này. Anh không ngờ, một cuộc tranh tài rượu đỏ đơn giản như vậy, lại cạnh tranh khốc liệt thế này. Sau khi Tô Thủy Kỳ nghe được chuyện Đường Khả Hinh đi nước anh, nở nụ cười cảm thán. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười đi tới phía trước, thấy lộ ra một mảng xanh biết rộng rãi mình thích, mới sâu kín nói, kể từ sau khi bắt đầu tranh tài, em mới phát hiện thế giới của mình nhỏ đến cỡ nào, bi thương của mình nhỏ đến cỡ nào. Tô Thủy Kỳ dừng bước lại nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn anh. Bây giờ có thể chấp nhận bi thương của mình rồi hả? sẽ không cảm thấy chật trội, thở không nổi. Tô Thụy nhàn nhạt hỏi cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, đột nhiên mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Tô Thụy Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, lại thầm lặng giống như lúc mới gặp mặt, bước chân di chuyển rất ổn định và dịu dàng, nhìn anh cô hỏi, sau khi trở về nước, xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh dừng bước lại. Có phải bởi vì tưởng thiên lỗi hay không? Anh ấy chắc chắn sẽ không buông tha em. Tô Thủy bước đi lên trước thật nhanh, nhìn cô nói. Hai mắt đường Khả Hinh nhìn rừng núi trùng điệp phía trước, mặc cho gió lạnh quét qua mặt. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ gấp gáp muốn gọi cô. Tô Thủy Kỳ, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh lại nhìn anh, mỉm cười nói có một người đàn ông, anh ấy là biển rộng, cho tới bây giờ đều chứa sóng ngầm mãnh liệt. Mình mông kích tình, anh nhảy vào bên trong, mặc dù sẽ hít thở không thông, nhưng bởi vì anh ấy sôi trào mãnh liệt. Sau đó anh ý thức dậy dụa mình, thậm chí tự cứu, có một người đàn ông là đầm sâu, bình tĩnh như một chiếc gương, em nhìn phía dưới, giống như có thể nhìn đến bản thân mình, em biết rõ nó rất sâu, sâu không thấy đáy. chấm ngoặc kép Tô Thủy Kỳ nghe vậy, liền cười hỏi, em đừng nói với anh, em vô tình chìm xuống, sắp chết chìm rồi hả? Không. chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh xoay đầu lại nhìn anh, cười nói, em sẽ không nhảy xuống, sẽ không quấy nhiễu tĩnh lặng của nó nhất là trong thế giới của em còn có vị đắng chát. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn cô gái này dần dần chín chắn, có chút tình cảm có thể ở trong thế giới của cô, dựa vào lý trí phân tích, thế nhưng anh lại đột nhiên cười, nói, em biết không? Thế giới này 80% người thành công, yếu tố quyết định là bởi vì bọn họ cảm thấy quá đói. Chắc chắn sẽ có một loại người, nếu hôm nay tôi không cố gắng, ngày mai tôi có thể sẽ mất đi tất cả. Đường khả hình cao mày nhìn anh. Không hiểu, Tô Thủy Kỳ lão bật cười hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái. Có thể làm cho em thành công, cũng có thể bởi vì người kia tuyệt vọng xoay người. Tô Thủy Kỳ thật lòng nhìn cô nói, cho nên cuộc sống gặp phải đau đớn lớn nhất, chỉ cần em quý trọng cuộc sống, nó có thể trả lại một thứ quý giá hơn. Bây giờ em nhận được, ngược lại không có dũng cảm của quá khứ. Đường Khả Hinh nhìn anh. Tô Thủy Kỳ thật lòng nhìn cô nói, làm bạn bè, anh hy vọng em có thể hiểu theo đuổi là tận cùng, mặc kệ sự nghiệp hay tình yêu. Chỉ cần em có thể hạnh phúc là được, canh chừng tình yêu đã qua, nó chỉ có thể cho em vĩnh viễn là một vùng đầm lầy lúc em xoay người, mà vùng đầm lầy kia là giả. Nó không phải cuộc sống chân chính. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này. Tại sao cuộc sống phải canh chừng một vùng đầm lầy để sống? Tô Thủy Kỳ cười nói, giống như quá khứ của anh, coi chừng tình yêu đi qua, sống không bằng chết, gặp được em, yêu em, mới hiểu được, có thể yêu một người nữa là một chuyện hạnh phúc, ít nhất chứng minh mình còn sống. Phốc, Đường Khả Hinh cúi đầu cười. Tô Thủy Kỳ cũng cười, vươn tay nhẹ ôm cô gái trước mặt vào trong lòng, tay nhẹ vuốt tóc cô, mới thật lòng nói, "Đừng sợ, Khả Hinh, tiếp tục dũng cảm đi về phía trước, mặc kệ chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, ủng hộ tất cả quyết định của em." Hai mắt Đường Khả Hinh đỏ bừng, kích động nghẹn ngào. Một cơn gió nhẹ thổi tới, có chút mát mẻ, mang đến không khí mùa xuân vui vẻ. Đường Khả Hinh báo nghỉ buổi chiều, gặp Tô Thủy Kỳ, vẫn cùng anh đi ăn cơm tối, vừa muốn về nhà, lúc này mới phát hiện ra mình quên mang tài liệu về nhà, liền trực tiếp về khách sạn lấy. 8 giờ tối, đường Khả Hinh tay cầm túi sách, mới vừa muốn trở lại trụ sở Hoàn Á, lại thấy tiêu đồng mặc áo len màu xanh dương, quần bó sát người màu trắng, có chút gấp gáp đi ra, cô ngạc nhiên gọi tiêu đồng. Chị làm sao vậy? khả hinh tiêu đồng thấy đường khả hinh lập tức mừng rỡ vui vẻ nói tại sao lúc này cô còn về công ty tôi quên mang tài liệu đường khả hinh cười nói cho nên trở lại lấy chị thì sao ôi chao đừng nói nữa hôm nay lão đại thu dọn đồ đạc ở phòng tổng thống mới phát hiện bình phong cô đưa cho anh ấy cái đuôi con cáo nhỏ kia bị bung chỉ đoán chừng lúc ấy không cẩn thận đập hư tiêu đồng cười nói anh ấy mới vừa gọi điện thoại cho tôi nói thừa dịp buổi tối tôi có thời gian tìm người sửa bình phong một chút, thuận tiện nối cái đuôi nhỏ lại. Đường khả hình nghe vậy, hai mắt hiện lên chút dịu dàng. Khả hình, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng thấy đường khả hình, giống như gặp cứu tinh, căng thẳng nói, bình phong này không phải cô theo sao. Cô nhanh giúp một chút đi, tôi rất phiền não chuyện này. Chấm than ngoặc kép, tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình do dự. Khả hình, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng lại cầu xin cô, Đường khả hình chỉ đành phải mỉm cười nói, được rồi. Tôi về nhà lấy chỉ, rồi đến chợ tìm gương và đinh gỗ. Chấm ngoặc kép. Tốt, chúng ta cùng đi, tiêu đồng lập tức kéo đường khả hình cười đi ra ngoài. 9 giờ tối. Trang hạo nhiên mặc t-shirt màu xanh dương, tay ngắn, cổ chữ V, quần tây màu trắng, đang ngồi ở trên ghế salon nhà mình, hết sức chăm chú mà xem thế giới động vật, nghe được chuông cửa reo, anh cũng không muốn động. Chuông cửa lại vang lên trang hạo nhiên bị buộc đứng lên kêu một tiếng tới đây anh nghi ngờ đi tới bên cửa chậm rãi kéo cửa ra liền nhìn thấy tiêu đồng và đường khả hình đứng ở bên cửa đang xách theo một túi đồ lớn anh sửng sốt yên tâm đây tuyệt đối không phải là ăn khuya chấm than ngoặc kép tiêu đồng lập tức nâng cao túi đồ lớn cười nói tôi mới vừa chuẩn bị đi ra ngoài tìm người sửa bình phong cho anh gặp được khả hình bình phong này không phải cô ấy theo sao tìm cô ấy vừa đúng chúng tôi liền cùng đi chợ tìm chỉ thích hợp còn có gương cũng mua về rồi trang Hạo nhiên không lên tiếng vẻ mặt bình tĩnh nhìn đường khả hình đường khả hình đứng ở một bên im lặng không lên tiếng cúi đầu động tác này từ sau khi bị hủy khuôn mặt vẫn không có thay đổi tiêu đồng nhìn nét mặt và thái độ của trang Hạo nhiên bất mãn gọi này buổi tối chúng tôi tới đây sửa bình phong cho anh sẽ không tiếp tục ngăn ở cửa không cho chúng tôi vào chứ bên trong giấu phụ nữ à? Đúng vậy, giấu mười mấy người, Trang Hạo Nhiên xoay người đi về phía phòng khách, trực tiếp cầm gối ôm ôm vào trong ngực, ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục xem thế giới động vật, xem rất say xưa. Vào đi, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng vui vẻ kéo đường khả hình cười đi vào phòng khách, sau đó nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, bình phong của anh đâu? Chấm hỏi ngoặc kép, ở trên lầu, hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên một cái, mới nói tự tìm. Tôi làm sao biết nó ở đâu? Tiêu đồng nhìn anh kêu to. Tôi đi lấy thôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng để công cụ xuống, sau đó chậm rãi đi lên lầu, đi về phía tủ sách, mở hộp tỏ nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa nhỏ. Trang hạo nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc về phía trên lầu. Quả nhiên đường khả hình tìm được một cái hộp sắt nhỏ nhỏ ở trong ngăn kéo đầu tiên tủ sách, sau đó dùng chìa khóa sắt, mở ngăn thứ nhất ra, nhấn vào mật mã sinh nhật của mình, rốt cuộc nhìn thấy Bình Phong, cô mỉm cười bưng ra. Trang hạo nhiên ngồi tại chỗ, không thể tin nổi nhìn người này. Trước kia muốn cướp Bình Phong lại, một tia ý thức sông lên, ôm Bình Phong xuống. Ban đầu anh còn cảm thấy đó là trùng hợp. Sau đó cô ở nhà của mình ở bên nước canh, không cần hỏi người cũng biết tiền mặt của mình để ở nơi nào. Đến bây giờ, cô làm sao biết Bình Phong của mình đặt ở nơi nào? Wow, Tiêu Đồng thấy Đường Khả Hinh đi xuống liền không thể tin nổi cười nói, làm sao cô biết Bình Phong ở đâu. Đi lên đã biết, đường khả hình ôm Bình Phong đi xuống lầu, sau đó thật cẩn thận ngồi ở trên ghế salon một bên khác, để Bình Phong xuống, tay thuần thục, tìm được chỉ có màu sắc thích hợp, còn có hai cây kim. Thật may có cô, nếu không tối nay tôi cũng không biết chạy nơi nào tìm người. Muốn uống gì không, tôi phục vụ cho cô, tiêu đồng thật vui vẻ nói. Không cần, làm xong, về sớm một chút, đường khả hình tìm được chỉ thích hợp ngón tay ngọc thon dài nâng nhẹ nó dùng kéo nhỏ màu hồng cắt bỏ một đầu sợi chỉ trang hạo nhiên ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng chỉ chăm chú xem thế giới động vật chim cánh cụt nói đến bởi vì luồng không khí lạnh sắp đến cả gia đình đang di cư tôi giúp cô chấm than ngoặc kép tiêu đồng cười ngồi xuống lấy ra búa nhỏ đinh gỗ kính thủy tinh đường khả hình nhìn cô khẽ mỉm cười liền cầm kim thêu véo nhẹ ở giữa ngón tay mở bình phong con cáo nhỏ liếc mắt nhìn liền đâm kim xuống thêu cả phòng khách một mảnh yên tĩnh chỉ có người bình luận thế giới động vật đang giải thích tình trạng di cư của chim cánh cụt trang hạo nhiên xem rất say sưa đường khả hình cũng im lặng chăm chú thêu may vá kéo kéo nhẹ động tác hết sức dịu dàng tuyệt đẹp tiêu đồng tan việc đã ngồi không vững mới nói làm cùng khả hình lại đột nhiên nhận được điện thoại của tô lạc hoành kêu đến quán ba ngồi một chút tối nay có biểu diễn ảo thuật, cô liền vui vẻ chạy ra ngoài. Cả, phòng tổng thống, chỉ có hai người. Sau khi chim cánh cụt mẹ thành công đẻ trứng, chim cánh cụt cha liền thật cẩn thận kẹp trứng to lớn ở giữa chân và bụng, đưa chúng nó đến chỗ ấm áp hơn. Chấm ngoặc kép, người bình luận đang ra sức giải thích. Đường khả hình nghe giải thích như vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn trong màn hình TV, đang phát hình hàng ngàn hàng vạn chim cánh cụt đang kẹp trứng chim cánh cụt, ở trong thời tiết băng tuyết đi tới một nơi an toàn hơn sẽ không bị băng vùi lấp, chậm rãi nhịp nhàng tụ tập cùng nhau, thân thể mập mạp dựa sát vào thân thể mập mạp, trứng chim cánh cụt dần dần chảy xuống tới trên đùi, sau đó cúi đầu, thu cánh, cho đến một ngày chim cánh cụt con ra đời, bọn chúng cũng tuyệt đối không đi khỏi. Cô nhìn hình tượng này, còn có chút ngây ngô, sau đó không nhìn được quay đầu, thấy trang hạo nhiên ôm chặt gối ôm, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn hình ảnh, ánh mắt sáng ngời miệng khẽ há ra, vẻ mặt bị chim cánh cụt cha làm cảm động kinh ngạc. Phốc, đường khả hình không nhịn được cúi đầu cười, chương 583, chọc một sao như thế nào. Trang hạo nhiên nghe tiếng cười, liền chuyển ánh mắt tới trên người của cô, tò mò hỏi em cười cái gì. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, tiếp tục mỉm cười thêu. Trang hạo nhiên lại không có để ý tới cô, vừa vặn là thời gian quảng cáo, liền một mình đứng lên, đi về phía phòng bếp đầu kia, hỏi uống gì không? Tùy tiện, chấm ngoặc kép, đường khả hình dịu dàng nói. Trang hạo nhiên liền từ trong tủ bếp, lấy ra bình thủy tinh, ly thủy tinh, múc một chút xâm vào trong bình, nấu sôi, lại từ trong tủ lạnh lấy ra bánh ngọt dâu tây, đặt ở bên trong khay, mới cầm đi ra. Đường khả hình đang theo, người thấy mùi xâm thơm ngát, không khỏi ngẩng đầu lên. Trang hạo nhiên đã để cái khay ở trên bàn trà, ngồi lại vị trí, ôm lấy gối ôm, nhìn chim cánh cụt mẹ để cho chim cánh cụt cha ấp trứng, mình đi ra ngoài kiếm ăn, chuẩn bị nghênh đón chim nhỏ ra đời, khuôn mặt lại kinh ngạc. Anh nhất định là một người cha tốt, chấm ngoặc kép, đường khả hình liếc mắt nhìn trà sâm, mới tiếp tục đâm kim thêu, dịu dàng nói. Tại sao, Trang hạo nhiên nghiêng người tới trước, nhắc bình trà, rót một ly trà sâm cho cô, lại rót cho mình một ly, nâng lên uống một ngụm nhỏ, tiếp tục xem thế giới động vật, hỏi nhìn anh xem chim cánh cụt cha như vậy, nhất định rất cưng chiều đứa trẻ. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, sẽ không, nếu như là con trai, vừa sinh ra, anh sẽ nấu ớt cho nó ăn. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nói, con gái thì sao, đường Khả Hinh quay đầu, nhìn anh hỏi. Con gái, anh ăn ớt cay, Trang Hạo Nhiên cúi xuống, cầm muỗng múc một phần nhỏ bánh ngọt dâu tây ăn. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh không lên tiếng, tiếp tục nhịn cười đâm kim thêu cô phát hiện phần màu xám cho thêu xong rồi liền cầm chỉ màu trắng rút nhẹ lên về ở giữa ngón tay lại nhìn thoáng qua màu sắc xác định là đúng liền sỏ kim hơi nhắc bàn thêu lên nhẹ nhàng thêu trang hạo nhiên không nhịn được nhắc mí mắt nhìn sắc mặt đường khả hinh bình tĩnh dịu dàng hai mắt chăm chú nhìn bàn thêu tay niết một cây kim nhỏ nhắm cái đuôi con cáo nhỏ nhẹ nhàng đâm xuống bàn tay phía dưới nhẹ nhàng kéo ngón tay của cô rất đẹp mắt thon dài, trắng nón, động tác cầm kim thành thạo mà dịu dàng. Đường khả hình hơi nhắc mí mắt, nhìn anh. Trang hạo nhiên liền lạnh nhạt cúi đầu, cầm muỗng, ăn bánh ngọt. Đường khả hình cũng không để ý tới anh, tiếp tục đâm theo. Thế giới động vật tiếp tục phát hình. Suốt cuộc lúc 9 giờ 40 phút, đường khả hình theo xong con cáo nhỏ, cô thở nhẹ một hơi, mở ra xem một chút. Trang hạo nhiên đã xem từ chim cánh cụt đến cá mập, đang chăm chú thấy đường khả hình hài lòng dơ cao bàn thiêu nhìn con cáo nhỏ phía trên khẽ mỉm cười anh cũng nghiêng người tới trước nước mắt nhìn xem được không đường khả hình quay mặt sang dịu dàng mỉm cười hỏi anh ừ chấm ngoặc kép anh đáp một tiếng đường khả hình khẽ mỉm cười mình cũng hài lòng liền nhẹ nhàng để nó xuống án biện pháp ông chủ tiệm thiêu mới vừa dạy mình nâng công cụ cẩn thận buông bàn thiêu ra mới nói em cũng không biết có thể làm xong hay không thoạt nhìn rất phức tạp, lúc em nghe giống như rất phức tạp, cố gắng nhớ. Làm không tốt, đến lúc đó phải đến tiệm. Hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lóe lên, khẽ lên tiếng, nói, biết rồi. Đường Khả Hinh không nói gì, mà chăm chú cầm búa, khu khu gõ gõ ở trong bình phong, một lát kéo vải, một lát cầm kính thủy tinh. Ban đầu Trang Hạo Nhiên vẫn xem tivi, không tự chủ bị tiếng gõ bang bang của cô hấp dẫn, quay mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm mặt kính thủy tinh thật cẩn thận đặt vào, tay còn muốn lục lọi đinh gỗ trên bàn uống trà nhỏ, sợ tới sợ lui không sợ được, cô ngạc nhiên kêu một tiếng, hả? Đinh gỗ đâu? Trang hạo nhiên cúi đầu, thấy đinh gỗ đang ở bên ghế salon, liền đưa tay cầm lên. Đường khả hình lập tức đoạt qua, một lần nữa đóng vào. Trang hạo nhiên tựa vào trên ghế salon, hai mắt hiện lên nụ cười dịu dàng, nhìn cô hôm nay mặc đẹp mắt, thể hiện tài năng, lại có phong cách, mái tóc kiểu hàn, mang theo một chút quyến rũ, tóc hơi xoăn rũ xuống khuôn mặt trái xoan, hai mắt sáng ngời rất dịu dàng động lòng người, hơi nghiêng tới trước, bên eo không có chút thay đổi, mềm mại, mảnh khảnh, nhớ tới đêm hôm đó, ôm lấy vóc người của cô tiến vào, nắm cái eo nhỏ nhắn, rất thỏa mãn. Khụ, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức nhắc cổ tay, nhìn thời gian, đã 10 giờ, anh liền nhanh chóng nói, 10 giờ, anh phải ngủ, ngày mai làm tiếp thôi. Sắp xong rồi, đường khả hình nhanh chóng cầm búa, đem hai cây đinh gỗ cuối cùng gõ vào cốc 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 vậy em từ từ làm anh ngủ trang hạo nhiên lập tức ném gối ôm nhanh chóng đứng lên đi lên lầu đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn anh một cái tiếp tục đóng bình phong nói ở nhà anh có mẫu rượu mới hay không em muốn mang về một chút tự em lấy đi trang hạo nhiên ngồi lên giường kéo chăn tre ở trên người nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía phòng khách dưới lầu ngủ khoảng một lát sau Đường khả hình lau mồ hôi trên chán, rốt cuộc sửa xong bình phong, cô cười vui vẻ rơi nó lên, đưa tới dưới ánh đèn, nhìn con cáo nhỏ trắng như tuyết, cuốn rúc vào hoa lan, trông rất sống động, thỏa mãn mỉm cười, thật cẩn thận đưa nó ôm vào trong ngực, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trên lầu, ánh đèn đã tắt, hai tròng mắt của cô khẽ bối rối, vốn cho rằng anh sẽ rất chờ mong. Tổng giám đốc, bình phong làm xong rồi, đường khả hình nhỏ tiếng gọi anh. Trên lầu không có tiếng, Đường Khả Hinh liền không có cách nào, nhẹ nhàng ôm Bình Phong, thật cẩn thận đi lên lầu, đặt Bình Phong vào trước bàn đọc sách, quay đầu nhìn người trên giường, đã ngủ rồi, rất yên tĩnh ngủ thiếp đi, liền im lặng đi về phía phòng đọc sách, đi tới trước phòng chuyên nghiệp, nhấn nhẹ mật mã của mình, đi vào phòng rượu, nhìn ánh đèn mờn lờ mờ, chiếu vào chai rượu, tỏa ra ánh sáng tinh tế tôn quý. Cô quen thuộc đi tới bên cạnh khu rượu mới, thấy có 20 loại rượu mẫu mới, cô đột nhiên mỉm cười, mới vừa muốn xoay người xách cái giỏ, lại thấy bóng người trước mặt, cô giật mình, kêu khẽ một tiếng, anh làm em sợ muốn chết. Trang hạo nhiên đứng ở trước phòng rượu, hai mắt lộ ra một chút thâm thúy khác thường nhìn cô. Đường khả hình cũng nhàn nhạt nhìn anh. Tại sao muốn như vậy? Trang hạo nhiên nhìn cô, đột nhiên cười hỏi. Cái gì? Đường khả hình nói nhỏ. Mang ly trà sâm cho anh, rất khó sao? Trang hạo nhiên nhàn nhạt hỏi. Đường khả hình không lên tiếng, cúi xuống. Rốt cuộc anh phải giữ khoảng cách với em như thế nào mới thích hợp? Chấm hỏi ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hỏi nữa. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không biết nên nói gì. Là lạnh nhạt hay vui vẻ, vẫn giống như trước đây. Nếu như giống như trước đây, anh lại cho em ăn uống trà sâm, cho em ăn bánh ngọt thì làm thế nào? Trang Hạo Nhiên cười hỏi. Em nói không muốn đi vào thế giới của anh, những lời này có thể quá ích kỷ hay không? anh muốn hiểu em bao dung em thông cảm em quan tâm em không phải là một chuyện dễ dàng nhưng em cũng rất mau biết tiền của anh cất ở đâu bình phong của anh cất ở đâu trang hạo nhiên rốt cuộc thẳng thắn trong lòng bất đắc dĩ nói em đã từng không chút kiêng kỵ nào xông vào thế giới của anh hiện tại liền muốn dễ dàng đi khỏi như vậy đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh đi ra ngoài đi trang hạo nhiên nhìn cô cũng bất đắc dĩ cười nói giống như tối hôm qua anh nói thế giới của anh, em cũng hoàn toàn chưa có đi vào. Người của toàn thế giới, có thể cũng sẽ cho em áp lực, nhưng anh không muốn. Anh hiểu, muốn đi ra từ một đoạn tình yêu chết cũng muốn yêu rất khó khăn. Em muốn kéo ra khoảng cách cũng được, tự mình một mình cũng được. Chỉ là đừng buồn. Hai mắt đường khả hình đỏ bừng. Về đi, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đột nhiên đi tới, nhắc giỏ rượu, lấy gần 20 chai rượu, yên lặng bỏ vào trong giỏ sách, sau đó xoay người đi qua bên cạnh cô đi ra ngoài. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, đường khả hình gọi anh. Trang hạo nhiên ôm rượu giỏ, đứng ở bên cửa, xoay người nhìn cô. Đường khả hình mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, em nghe nói vòng thi đấu thứ hai, quan trọng nhất là nếm thử chứ. Trang hạo nhiên suy nghĩ một chút, liền đáp lời, nói, đúng vậy. Đường khả hình nhìn anh, nói, anh có thể giúp em một chút không? Tối nay em muốn thử trình độ của mình một chút. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô. Làm ơn, đường khả Hinh cười cười. Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu, rốt cuộc để giỏ rượu xuống, đi tới quầy trước ba, cầm hai ly thủy tinh, xoay người, thấy đường khả Hinh đã đóng cửa lại, tất cả ánh đèn trong phòng rượu đều mở đi, anh ngắm nhìn cô. Cho em một miếng vải đen, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Trang Hạo Nhiên do dự một lát, mới cười nói, nhắm mắt lại là được. Không. Đường Khả Hinh khẳng định nhìn anh nói, em không muốn tiếp nhận bất kỳ hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền đi tới đầu kia quầy ba, lấy một miếng vải đen, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Giúp em bịt kín, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, ngay lập tức tới đến phía sau của cô, vươn tay dùng miếng vải đen mỏng, che kín hai mắt cô, sẽ ở phía sau thắt một cái gút, nói, được rồi. Vậy chuẩn bị đi, chấm ngoặc kép đường khả hình cảm giác trước mặt tối tăm nói nhỏ trang hạo nhiên không lên tiếng im lặng liếc mắt nhìn khắp phòng rượu liền nắm một bình rượu đỏ nhỏ dùng đồ khui nhanh chóng khui rượu đổ rượu vào trong ly lắc nhẹ một chút mới đưa đến trước mặt của đường khả hình đường khả hình vươn tay nhận lấy ly rượu lắc nhẹ ly rượu một chút mới cúi xuống ngửi mùi rượu một cái khẽ nhấp một ngụm nhỏ trang hạo nhiên nghiêm túc nhìn cô Đường Khả Hình mỉm cười nói, Bourgogne 2008, nay. Hai mắt Trang Hạo Nhiên hiện lên một chút khen ngợi, nhanh chóng mở một loại rượu khác, lại đưa đến trước mặt cô. Đường Khả Hình chậm rãi nhận lấy ly rượu, nhẹ xoay chuyển, mới sâu kín nói, Burgundy Pinson Pháp 2003, Pinot Noir. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, lại muốn đi lấy rượu. Hiện tại em nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới tối tăm, em không nhìn thấy tất cả mọi thứ thậm chí có chút sợ hãi, biết anh đang ở không xa, trong lòng của em rất yên ổn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sâu kín nói. Trang hạo nhiên nhìn cô, nhắm hai mắt lại, trong thế giới của em, hiện lên biết ơn, thấu hiểu, hoa nho và rượu đỏ, quá khứ vui vẻ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thật lòng nói, nhưng duy chỉ không có một thứ. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô. Một thứ gì đó, nếu không toàn tâm toàn ý, sẽ vĩnh viễn không quay lại được em không muốn người em yêu, cùng em tiếp nhận vĩnh viễn không quay lại được. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, anh vẫn luôn khát vọng em trưởng thành, em vẫn khát vọng trưởng thành, làm chiếc ô nhỏ cho người nào đó, em có thể làm được, nhưng nhất định không mang cho anh bi thương. Ông trời làm chứng, phong cảnh đầm sâu thật đẹp, là bởi vì thế giới xung quanh nó cũng đẹp. Em chỉ là một cô gái nhỏ thỉnh thoảng đi nhầm vào thắng cảnh, nằm ở trong gương, bướng bỉnh, bi thương, nở nụ cười. Em đã từng bởi vì không được tôn trọng mà bị thương, tại sao em còn phải dùng phương thức giống nhau, tới tổn thương người quan trọng nhất trong đời em? Trang Hạo Nhiên nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh chậm rãi tháo miếng vải đen, mở hai mắt mộng ảo, nhìn Trang Hạo Nhiên rất đẹp trai đứng ở đầu kia, cô mỉm cười nói, anh đáng được bất kỳ ai quý trọng, không cần thiết đi vào một thế giới không trọn vẹn, cả đời em có thể mãi mãi cũng sẽ không yêu, loại cảm giác máu chảy đầm đìa, để một mình em chịu đựng là được. Hẹn gặp lại chấm ngoặc kép. Cô im lặng ôm lấy rượu giỏ, chậm rãi đi ra ngoài, bóng dáng cô đơn, cũng đi theo. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng bi thương cũng đi theo một khối. Đêm tối, ánh sao lấp lánh. Biển rộng mênh mông, tối nay yên lặng, nhẹ trào chào, chào, chỉ là nhàn nhạt quan tâm và dịu dàng. Đường khả hình im lặng ôm rượu giỏ, hai mắt ngấn nước mắt, đi ra đại sảnh khách sạn, nhìn biển rộng nơi xa, cô khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng ở trước khách sạn. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu xám cho, chậm rãi đi ra, thấy đường khả hình, mặt lộ ra kinh ngạc, gọi nhỏ, khả hình. Đường khả hình chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn anh một cái, gật đầu một cái, liền đi khỏi. Anh đưa em đi, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức xoay người, muốn mở cửa xe cho cô. Không cần, em đi một mình. Đường khả hình từ chối anh, một mình chậm rãi bước đi. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác cô rất bi thương. Phía trước một loạt tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Đường khả hình, trang hạo nhiên gấp gáp đuổi theo ra, lại thấy đường khả hình đã đi tới đầu kia, ngồi lên xe buýt rồi, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt, nhạt, rất bi thương. Anh thở gấp, đau lòng nhìn cô. Xảy ra chuyện gì, tưởng thiên lỗi ngạc nhiên hỏi. Trang hạo nhiên nóng mắt quay đầu, nhìn tưởng thiên lỗi cảm giác tức giận trượt tràn lên lập tức kéo cổ áo của anh làm gì tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt hai tay của anh cũng tức giận hỏi suốt cuộc anh chọc một đao vào trong tim của người ta như thế nào trang hạo nhiên tức giận nhìn anh bất đắc dĩ lại kích động hỏi cậu đang nói gì tưởng thiên lỗi nhìn anh kêu to trang hạo nhiên im lặng nhìn anh thật lâu cuối cùng buông lỏng cổ áo của anh ra bất đắc dĩ xoay người đi về phía trước vừa đi vừa bất đắc dĩ thở dài. Tưởng thiên lỗi vẫn nghi ngờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh. chương 584, vườn nho. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn, bóng cây hoa tử kinh chập trùng. Trong lòng rõ ràng, có thể để cho thế giới cao rộng hơn. Đường khả hình mặc áo sơ mi trắng, váy bó sát người màu trắng, khoác áo khoác màu xanh dương, mang giày cao gót Italy màu trắng, chậm rãi đẩy cửa sổ ra, hai mắt dịu dàng nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, không tự chủ cười ngọt ngào. Hôm nay dậy sớm như vậy, nhã tuệ mặc đồ ngủ đứng ở bên cửa, nhìn đường khả hinh mỉm cười hỏi. đường khả hinh quay đầu nhìn nhã tuệ cười nói, hôm nay phải kho rượu hoàn cầu luyện tập nếm thử, ông ấy không thích người tới trễ, liền dậy sớm đi. a, à, tôi lên ca buổi trưa, ngủ tiếp một lát. nhã tuệ ngáp một cái, xoay người đi về phía gian phòng của mình. chú và gì đâu? Đường Khả Hinh nhìn cô, hỏi. Vốn ngày hôm qua muốn đi thăm cha của cô, nhưng mẹ tôi nói cha của cô thích ăn bánh trứng muối nhất, liền muốn nhào bột mì làm xong, rồi đến thăm ông ấy. Hiện tại đoán chừng ở dưới lầu làm điểm tâm cho cô đấy. Tiếng của nhã tuệ từ đầu kia truyền đến. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, mỉm cười. 9 giờ sáng. Đường Khả Hinh mỉm cười từ trong xe taxi đi xuống, sách theo túi sách màu trắng, vui vẻ đi về phía hoàn cầu, lại thấy trang hạo nhiên mặc t-shirt màu trắng, quần tây màu trắng, bên ngoài khoác tây trang màu đen đơn giản, bước nhanh đi ra đại sảnh, muốn ngồi lên xe. Tôi không đi, tôi không đi, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng mặc thường phục, đi theo sau lưng lão đại, vẻ mặt khổ sở kêu to. Đường khả hình đi tới, vẻ mặt sửng sốt. Không phải đi vườn nho một chuyến sao, có lớn chuyện như vậy sao? Trang hạo nhiên xoay đầu lại nhìn tiêu đồng, thật sự cảm thấy cô là một thứ vô dụng tôi vẫn không đi chấm than ngoặc kép tiêu đồng nghĩ tới đi vườn nho cô liền khó chịu lần đầu tiên làm núng cô chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức bất đắc dĩ nhìn cô xảy ra chuyện gì bóng dáng của vitus chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh nhìn hai người bọn họ ngạc nhiên hỏi thầy chấm ngoặc kép đường khả hình cung kính đi tới chào hỏi trang hạo nhiên nhìn đường khả hình một cái nhớ tới chuyện đêm qua không nhịn được một trận im lặng Đường khả hình cũng có chút lúng túng nhìn anh một cái, cúi xuống. Tôi không muốn đi vườn nho, nhất là vườn nho của bác dịch tiên sinh, nơi đó rất nắng, gió biển lại lớn, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng vẫn không muốn đi. Cô không nghe lời đúng không? Trang hạo nhiên nhìn cô, muốn bóp lỗ mũi cô. Vườn nho của bác dịch tiên sinh, Vitus suy nghĩ một chút, liền xoay người nhìn đường khả hình nói, khả hình. Chấm ngoặc kép. Vâng, đường khả hình đáp lời nếu như tiêu đồng không đi cô đi đi cùng bác dịch tiên sinh học tập mấy ngày kiến thức rượu đỏ của cậu ta rất phong phú hơn nữa đối với thưởng thức có giải thích khác nhau lauren nhìn đường khả hình lạnh nhạt nói à đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo nói tôi bóng cây trói lọi trang hạo nhiên ngỡ ngàng nhìn đường khả hình một cái tiêu đồng lại cười nói tốt tốt khả hình đi lão đại muốn đi tán gẫu chính sự với bác dịch tiên sinh chỗ của anh ấy có thật nhiều rượu mẫu. cô đi học tập một chút rất tốt. tôi chấm ngoặc kép đường khả hình mờ mịt, có chút đỏ mặt nhìn thầy giáo hỏi, thật muốn tôi đi à? ừ, đi đi. Vitus nói xong liền xoay người đi khỏi. khả hình cố lên chấm than ngoặc kép tiêu đồng mừng rỡ không thôi, vỗ vỗ bả vai của cô, liền đem một đống lớn tài liệu đặt ở trên người của cô, lập tức xoay người đi khỏi. này đường khả hình lập tức ôm tài liệu có chút khó khăn. Con bé chết tiệt kia, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn tiêu đồng kêu to, sau này không mua đồ cưới cho cô. Tôi tình nguyện không cần đồ cưới, cũng không muốn đi vườn nho. Tiếng của tiêu đồng từ đầu kia truyền đến. Thật là, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên tức giận kêu một tiếng. Đường khả hình cũng bất đắc dĩ đứng ở một bên, không biết nên làm sao. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh chiếc Audi Pipeix, nhìn đường khả hình một cái, nói có đi hay không. Vườn nho cách nơi này 5 giờ đường xe, không đi cũng được. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười nói, còn có thể không đi sao. Thầy giáo của anh cũng lên tiếng. Chật, Trang hạo nhiên bật cười, mới nhìn cô nói, đó là thầy giáo của em đấy. Ông ấy không phải là thầy giáo của anh sao? Đường khả hình cố ý chừng anh. Trang hạo nhiên trước mắt nhìn cô, mình ngồi lên ghế lái trước, kéo dây an toàn, nói, lên xe đi. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, mới ôm một đống lớn tài liệu, đi tới cửa bên cạnh tài xế, nhìn cánh cửa xe đóng chặt, cố ý lại trợn mắt nhìn của anh. Trang Hạo Nhiên nghiêng người sang, nhìn Đường Khả Hinh phía ngoài cửa sổ, gọi, tại sao không lên xe? Anh xem em ôm đống đồ lớn như vậy, làm sao lên xe? Đường Khả Hinh nhìn anh, tức giận kêu to, là một người lịch sự phải mở cửa xe cho người ta chứ. Trang hạo nhiên a hát một tiếng, bật cười, chỉ đành phải bất đắc dĩ buông dây nịt an toàn, đẩy cửa xe đi ra, sau đó vòng qua sườn xe, đi tới trước mặt cô, có chút dịu dàng nhìn cô. Đường khả hình cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh. Em được, Trang hạo nhiên chậm rãi mở cửa xe cho cô, bất đắc dĩ nói, xin mời, đường tiểu thư. Đường khả hình khẽ mỉm cười, ôm tài liệu ngồi vào ghế lái phụ. Trang hạo nhiên không lên tiếng không người xuống, mở mui xe, sau đó ôm tài liệu trong ngực cô, đặt ở chỗ ngồi sau xe, lại cài dây nịt an toàn cho cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên liếc về phía anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một cái, mới đứng dậy đi về phía ghế lái, ngồi lên, cài dây nịt an toàn, hỏi ăn điểm tâm chưa? Không có, đường Khả Hinh hừng hực nói, hôm nay sợ chế, cũng không có ăn điểm tâm đấy. Vậy đi mua món gì cho em ăn trước, phải đi mấy giờ đường xe đấy? Trang Hạo Nhiên phát động xe, chậm rãi tới phía trước. Kentucky, ánh mắt đường khả hình sáng lên, cười nói. Ăn không ngon, chấm than ngoặc kép. Em muốn ăn, em muốn ăn, ăn không ngon. Em muốn ăn, em muốn ăn, em muốn ăn. Đường khả hình nhìn anh kêu to. Xe thắng gấp ở trước cửa Kentucky, Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, thở dài. Đường khả hình cười vui vẻ chạy xuống xe, chạy tới tiệm Kentucky, muốn mua thùng giấy ba phần, còn có một kem tươi dâu tây vui vẻ đi ra ngoài đã thấy trang hạo nhiên cởi áo khoác xuống mặc t-shirt màu trắng quần tây màu trắng đeo mắt kính đen đầu tựa vào trên ghế xe ngủ cô lập tức giả quỷ thùng thùng chạy tới kêu to tổng giám đốc chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên bị giật mình ngẩng đầu lên mắt lim dim có chút buồn ngủ mất hồn nhìn người này chật tay kêu lên em làm gì thế làm người ta giật mình tiểu quỷ nhát gan chấm than ngoặc kép Đường khả hình hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, mới vòng qua sườn xe, ngồi vào ghế lái phụ, đem thùng giấy đặt ở sau xe, một mình vui vẻ ăn kem tươi. Trang hạo nhiên ngỡ ngàng nhìn người này, nói chỉ một ly kem à. Cái này gọi là kem tươi. Đường khả hình nhìn người lớn tuổi này, nói. Vậy tại sao em không mua hai ly kem tươi? Trang hạo nhiên tức giận nhìn cô, nói. Không phải anh phải lái xe sao? Chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh kêu to. Anh lái xe cũng có thể ăn mà." Trang Hạo Nhiên bị thương nói. "Vậy anh ăn đi." Đường Khả Hinh không có cách nào, cầm cái muỗng, múc một chút kem, đưa đến trên môi anh, nói, "Ăn đi." Trang Hạo Nhiên lườm cô một cái, mới nghiêng người tới trước muốn ăn muỗng kem. Đường Khả Hinh nhanh chóng rút muỗng kem, đưa vào trong miệng của mình, nhịn cười nhai. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên âm trầm nhìn cô. Đường Khả Hinh không để ý tới anh vừa muốn xoay người ăn kem tươi. Không cho anh ăn đúng không? Trang Hạo Nhiên lập tức mạnh mẽ từ sau lưng ôm chặt đường Khả Hinh, tay nhấn ghế xe xuống, đè cô dưới người mình, muốn hôn lên môi của cô. Đây đây đây, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh xoay mặt chỗ khác, căng thẳng dơ cao ly kem tươi. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, Hà Hê nhận lấy ly kem tươi của cô, bỏ vào trong miệng, ăn rất sảng khoái. Đường Khả Hinh ngồi dậy, hung tợn nhìn anh chằm chằm. Rất ngon, Trang Hạo Nhiên lại ăn một muỗng kem tươi, lại đem nó nhét trước ngực đường Khả Hinh, liền lái xe. Cái gì, đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Thẳng thắn, Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, đạp chân ga, cho xe chạy tới phía trước. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, dịu dàng nhìn anh một cái, cũng cười nhìn tới trước. Tại Trung Quốc, vườn nho của bác dịch, nằm ở miền Nam Trung Quốc, lúc ấy chọn lựa thế nào? Thời điểm đó, anh vì muốn tìm một mảnh đất gần biển rộng, lại muốn có mỏ đá thô lớn không gì sánh nổi, muốn ủ ra Cabernet Sauvignon mạnh mẽ kinh người, tìm thật lâu khắp Trung Quốc, rốt cuộc anh tìm được một mảnh rừng núi biển rộng, ở giữa dãy núi, khai khẩn một vườn nho nho nhỏ, vườn nho này lại trở thành nơi nổi tiếng trong nước. Bởi vì nơi này có linh hồn thợ nấu rượu. Một chiếc Audi Pipik màu bạc, dọc theo đường ven biển thật dài, chạy tới dãy núi trùng trùng điệp điệp, Đường Khả Hinh ngồi xe mấy giờ, vẫn không biết mệt mỏi, ở địa phương này, người ở thưa thớt, thậm chí làm bạn với mình, tất cả đều là núi non, cùng tiếng chim hót ngọt ngào, những loài hoa nhỏ màu hồng, vàng, trắng đếm không hết, tràn lan ở đường ven biển thật dài, người đi tới địa phương này, tâm hồn giống như được tẩy rửa, thật sạch sẽ, thật thoải mái. Hai mắt của cô lộ ra kích động, bật cười nói trời ạ. À, nơi này thật đẹp. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ nở nụ cười cầm tay lái cho xe nhanh chóng chạy tới phía trước, đeo kính đen, nhìn con đường nhỏ uốn lượn phía trước, sắp đến. Em rất may mắn có thể nhìn thấy vườn nho ở trong nước chúng ta. Nhất định rất đẹp, rất lớn. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, kích động cười nói. Trang hạo nhiên cười, muốn nhấn mui xe lên, bởi vì ánh mặt trời rất gắt. Đừng đóng, em thích nơi này. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn đường ven biển bên kia, cô lập tức vươn tay, quét gió biển, kêu to thật thoải mái. Biển nơi này khác với biển trong thành phố của chúng ta đấy. Dĩ nhiên khác, buổi tối còn có tôm hùm bò lên." Trang Hạo Nhiên cười nói. "Thật?" chấm hỏi ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn anh, kinh ngạc hỏi. "Giả." Dạ, Trang Hạo Nhiên cười nói. "Anh thật hư." Đường Khả Hinh lập tức vươn tay muốn đánh anh. "Ôi, ôi, chớ lộn xộn, anh đang lái xe đấy, em ngồi đàng hoàng cho anh, sắp đến rồi." chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên cười nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, liền nhìn thấy một con đường núi sâu thẳm, thẳng hướng bên trong, một cổng vòm màu đen khổng lồ, phía trên treo năm chữ to, vườn nho của bác dịch. Chương 585, con gì bốn chân. Xe thể thao dừng ở trước cửa lớn màu đen vườn nho, Trang Hạo Nhiên mới vừa xuống xe, cũng đã thấy Đường Khả Hinh nhảy xuống xe, xông tới cánh cửa sắt màu đen kia, anh nhìn dáng vẻ cô nóng nảy, không nhịn cười được. Đường Khả Hinh kích động đứng ở trước song sắt hai tay nắm chặt thanh sắt nhón chân lên nhìn đường núi yên tĩnh bên trong khuôn mặt kích động kêu lên mau gọi người tới mở cửa tại sao không có người gác cổng trang hạo nhiên mỉm cười đi xuống xe liếc đường núi sâu thẳm liền lấy điện thoại di động ra điện thoại cho bác dịch chuông điện thoại di động gieo vang nhưng không có ai nghe trang hạo nhiên rất hiểu anh liền tựa vào bên cạnh song sắt nhắn tin cho bác dịch nói là tôi và thư ký của tôi đã đến vườn nhau rồi mở cửa cho tôi nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh ngạc nhiên quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, vườn nho này chỉ có một mình anh ấy sao? Bình thường là vậy. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống, anh nóng đến có chút không chịu nổi, đi tới dưới đại thụ gần cánh cửa sắt, thở ra một hơi. Một người làm sao trông non vườn nho lớn như vậy? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Bình thường không có việc gì, cũng chỉ là một người. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô nói, lúc bận sẽ mời công nhân bên ngoài. Nơi này có mấy vườn nho, có người chủ phải chịu trách nhiệm tuyển chọn công nhân, bọn họ đều rất có kinh nghiệm. Ồ, anh ấy rất lợi hại, một mình trông nom cả vườn nho, đường khả hình lại úp sấp trước song sắt, nhìn con đường mòn sâu thẳm, đột nhiên có chút nghi ngờ nói, nói cách khác, nếu người này đi thăm bạn gái một chút, hoặc về nhà chúng ta có thể ở chỗ này mãi mãi sao? Không biết, có đôi khi anh ấy đi xuống hầm đất, đợi thêm một lúc nữa. Trang Hạo Nhiên an ủi cô, nói: "Đường Khả Hinh vẫn rất tha thiết ngẩng đầu, nhìn con đường núi sâu thẳm, thậm chí cô thấy hai bên đường có thật nhiều hoa nhỏ không biết tên." Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Em qua đây nghỉ ngơi một chút. Chúng ta có thể phải ở đây một ít thời gian." "Không, em muốn đi vào nhanh một chút. Trong cuộc đời, Đường Khả Hinh nhắc tới rượu đỏ, cô rất nhiệt liệt Trang Hạo Nhiên không có cách nào với cô, liền cười đi về phía xe thể thao, đóng lại mui xe, ngủ. Đường Khả Hinh xoay người, trợn mắt nhìn anh và chiếc Audi Pipic một cái, mình rất nhiệt tình chống hàng rào, như đứa bé trung thành, hết sức nghiêm túc chờ đợi. Mặt trời dần dần lên giữa không trung, lại chậm rãi theo thời gian giữa trưa từ 2 giờ, 3 giờ mà ngã về tây. Trang Hạo Nhiên đã ngủ ở trên xe một lúc, nhìn cánh cửa sắt này, anh thở dài một hơi, đi ra xe thể thao đường khả hình cũng đã chờ đến không nhịn được ngồi tê mông trên cửa sắt cởi giày cao gót xuống nặng nề thở dài khổ sở nói rốt cuộc lúc nào anh ấy mới ra ngoài trang hạo nhiên bưng thùng giấy đường khả hình mua đi về phía cô đem thùng lớn để dưới đất dùng tay mở cola rót cho mỗi người một ly liền cầm cánh gà chậm rãi xé ăn anh thật giống như không nóng này đường khả hình nhìn anh hỏi gấp cũng không được anh ấy không mở cửa Trang Hạo Nhiên ăn cánh gà thật sự không còn giòn, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh thề, sau này anh lại ăn con gì bốn chân ở Kentucky, anh sẽ không phải là người." Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: "Nhìn cái gì? Mua cái gì không mua, mua loại này qua thời gian sẽ ăn không tốt. Nó còn có thể là con bốn chân, con sáu chân. Sau này không cho ăn." Đường Khả Hinh cầm một khối thịt ức gà bỏ vào trong miệng cắn. Trang hạo nhiên ghét bỏ nhìn người này ăn khối thịt rất lớn giống như ăn khoai lang, bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, em mãi mãi cũng không thể nào trở thành mỹ thực ra đấy. Vậy anh vào núi bắn nai rừng cho em ăn à? Đường khả hình xem thường liếc về phía anh, chắt lưỡi nói. Kỹ thuật bắn súng của anh như thần, nếu như thực có nai, nó sống không lâu. Trang hạo nhiên thở dài một hơi, gặm cánh gà, bất đắc dĩ nói, thật sự là làm nhục. Vậy cũng đừng ăn, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh muốn cướp cánh gà trong tay anh. Trang Hạo Nhiên giơ tay trở lại, nhanh chóng ăn ba cánh gà, lại ăn một khối thịt ức gà thật lớn, giống như gặm thứ độc, gặm xong, lại nâng một ly Coca lớn uống xong, liền quyết định đứng lên nói, ăn no. Đến đây đi, vào thôi. Đi vào, anh làm sao đi vào? Đường Khả Hinh gặm một miếng thịt gà cuối cùng, ồn ào đứng lên, nhìn anh hỏi. Trèo vào, nơi này đến buổi tối cũng không biết sẽ có sói hay không. Trang Hạo Nhiên là một người thông minh, không sợ hy sinh. Trèo vào, trèo thế nào, đường khả hình khiếp sợ nhìn anh, nói cửa này tối thiểu có ba thước, huống chi, anh không nhìn thấy bên kia đầy đổ à. Đi theo anh, Trang Hạo Nhiên dẫn đường khả hình đi tới bên cạnh cánh cửa sắt màu đen kia, có một bức tường 2 mét rất cao, rất loang lổ, nhiều cỏ xanh, cắm chặt ở nơi khe hở, anh vươn tay kéo mạnh cây cỏ một cái, bám thật chặt, nói tới đây. Làm gì, Đường khả hình đi tới, nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Trang hạo nhiên nhìn cô, nói anh ôm em đi lên. Sau đó em cố gắng một chút, đi qua, anh sẽ theo sau. À, em, em, một mình đi qua à, chẳng may té thì làm thế nào, chẳng may có rắn thì làm thế nào. Đường khả hình lắc đầu một cái, không chịu. Sẽ không, bên kia là bụi cỏ, lúc này em còn nói bên kia xinh đẹp. Trang hạo nhiên nhìn cô, sảng khoái nói. Không, cao 2 mét đấy, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn sợ hãi. Nghe lời, nếu không, chúng ta sẽ phải ở chỗ này qua đêm. Trang hạo nhiên lại dụ dỗ cô nói, không có việc gì, tin tưởng anh, anh rất quen thuộc nơi này. Em hãy nghe cho kỹ, leo lên sau tường, lập tức nhắm mắt lại nhảy xuống, người sức tưởng tượng rất đáng sợ. Hiểu không? Không, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn không chịu. Đường khả hình, dũng cảm một chút, giống như tối hôm qua, dũng cảm một chút trang hạo nhiên nhịn cười trêu chọc cô đường khả hình tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh tới đây chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lại ngoắc đường khả hình liền không có cách nào chậm rãi đi qua đi tới trước mặt của anh trang hạo nhiên nhìn cô mỉm cười nói anh ôm đấy anh nói vừa xong chợt ôm chặt cái mông tròn của đường khả hình lập tức nâng cô lên giống như người cha a à, đường khả hình khẽ kêu một tiếng ôm chặt cổ của anh đỏ mặt cúi xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên đang nở nụ cười, hết sức hấp dẫn, cô cố ý chừng anh. Này, cẩn thận, Trang Hạo Nhiên ôm chặt đường khả hình dựa vào bên tường, nói, độ cao này hẳn đủ, em dán vào người của anh có lợi thế chiều cao. Anh dán vào người của em chiều cao cũng không tồi, đường khả hình thuận thế nói lời này xong, mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trang Hạo Nhiên cười ôm chặt cô nói, mau trèo qua. Chấm than ngoặc kép, Đường khả hình nghe vậy, liền có chút run rẩy khổ sở đưa hai tay ra, nằm sấp ở tường cao loang lỗ, nhìn xuống mặt đất 2 mét, thật cao nha, trái tim của cô đập thình thịch, nhắm mắt lại muốn khóc. Đừng sợ, mau, Trang hạo nhiên chỉ sợ cô sợ, liền gọi cô nói, không sợ, đó chỉ là một bức tường mà thôi. Đạp trên vai của anh đi, nghe lời. Đường khả hình không có cách nào, chỉ đành phải thở dài một cái, lập tức cắn răng chỏi người lên, với trên tường, thật sự không với tới, chỉ đành phải thử đưa thân thể lên không, đạp ở trên bả vai Trang Hạo Nhiên, hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi nhìn xuống, lại hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch. Nhảy, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên để cho Khả Hinh đạp bả vai của mình, lại ôm chặt bắp đùi của cô, thúc giục. Đường Khả Hinh thở gấp, khổ sở khóc nói, rốt cuộc em biết tại sao Tiêu Đồng không tới. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Đừng khóc, nhanh lên một chút, cũng gần 5 giờ rồi, nơi này trời mau tối. Mau, Trang Hạo Nhiên lại thúc giục. Bây giờ đường khả hình không có biện pháp, chỉ đành phải ôm đầu tường, thân thể nghiêng qua bên này, không dám nhìn phía dưới, liền a hát một tiếng nhảy xuống. Cả thân thể của cô lập tức nhào vào trên cỏ mềm mại, chấn động gót chân rất đau, lại hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên, nhìn bờ tường cao, thật không thể tin chính mình nhảy xuống. Khả Hình, Trang Hạo Nhiên đứng bên ngoài, ngẩng đầu căng thẳng gọi, không có sao chứ? không có việc gì chỉ là chân bị đau một chút chấm ngoặc kép đường khả hình đè chân của mình có chút ủy khuất nói không có việc gì là tốt cách xa bụi cỏ một chút nơi này rất nhiều xa trang hạo nhiên lại thúc giục ha 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 đường khả hình nghe xong lời này hoảng sợ đến mất hồn phát điên chạy ra bụi cỏ đứng ở trong đường núi trang hạo nhiên biết đường khả hình đã đi ra liền yên lòng lui về phía sau mấy bước nhìn bờ tường cao hai mắt lập tức sắc bén, chạy nhanh lên phía trước, tay vỗ bụi cỏ chỗ khe hở hốc tường, liền tung người lên, tay chống nhẹ đầu tường, liền nhảy xuống. Đường khả hình kinh ngạc nhìn bản lĩnh anh rất tốt. Trang hạo nhiên có chút hả hê vỗ vỗ bụi bậm trong tay, nhìn cô cười nói, rất lợi hại chứ. Chật, có bản lãnh anh mang theo em cùng nhảy, đường khả Hinh hoảng sợ đến trái tim vẫn còn đập thình thịch. Được rồi, đừng nói chuyện này, cầm dây, cầm dây, trang hạo nhiên thúc giục cô, Đường Khả Hinh ngay lập tức đi tới cạnh cửa sắt, ngồi xổm xuống đưa tay ra cầm giày cao gót của mình, mệt mỏi không chịu nổi, mặt đầy mồ hôi mang vào. Tại sao gần đây chọn mang giày cao gót cao như vậy? Trang Hạo Nhiên đứng ở đầu này, nhìn cô, ngạc nhiên hỏi. Ai cần anh lo? Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn anh một cái, mới nện giày cao gót đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên liếc cô một cái, đột nhiên có chút buồn cười đi về phía trước, đúng lúc này, nghe được nơi xa một chó tiếng chó sủa anh sửng sốt. Đường khả hình cũng trợn to hai mắt, nhìn tới trước mấy con chó sói lớn sông tới, Grogu Grogu chạy đến, cô hoảng sợ đến kêu to cứu mạng. Có chó, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên hoảng sợ, mở chừng hai mắt, khiếp sợ kêu to, anh ấy nuôi chó lúc nào vậy? Chấm hỏi ngoặc kép, cứu mạng, đường khả hình liên tiếp lui về phía sau kêu lên. Chạy mau, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức kéo đường khả hình đã mất hồn mất vía, phát điên sông về cánh cửa sắt, nghĩ biện pháp mở cửa. Grogu, bảy con chó sói nhào tới, nhe rằng muốn xé nát Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn, hoảng sợ, lập tức ôm chặt Đường Khả Hinh ngồi xổm xuống, tay ôm đầu của cô dúi vào trong ngực của mình, mặt cúi xuống khuôn mặt của cô, tuyệt đối không để cho mặt cô bị thương nữa, hí mắt nhận lấy tất cả. Tướng quân, chấm ngoặc kép, nơi xa một giọng nói lạnh lùng truyền đến có vài chó lập tức dừng ở bên cạnh trang hạo nhiên hung hăng nghiến răng lè lưỡi hai người nhất thời hoảng sợ nghĩ tới tình trạng đáng sợ nhất không xảy ra trang hạo nhiên quay mặt sang mồ hôi đầm đìa nhìn mấy con chó sói lớn còn cao hơn so với người anh lại ngẩng đầu lên nhìn người phía trước đường khả hình cũng hoảng sợ đến vỡ tim đầu từ trong ngực trang hạo nhiên chui ra run rẩy ghé đầu liếc về phía mấy chó sói lớn ở phía trước còn có một bóng đen áp xuống hai tròng mắt của cô nhấp nháy lại trợn to hai mắt, thấy phía trước có một người đàn ông, khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt tang thương, vẫn không che giấu được nét đẹp trai vốn có của anh, đường nét sâu lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, có mấy phần mùi vị đàn ông phương Tây, mặc áo sơ mi màu nâu, quần tây màu đen, mang giày leo núi màu đen. Dây, bùn đất dính trên người của anh, bao gồm mí mắt cũng dính một chút bụi ố vàng. Audio điện tử võ tấn bền Chương 586, truyền thừa rừng nho trải dài vô tận, theo địa thế cao thấp, mở rộng ra bầu trời xanh bao la ở đầu kia, phía sau rừng cây xanh tươi, giống như dũng sĩ si uy vũ, có mấy tòa nhà nóc màu nâu sậm phong cách châu Âu, tọa lạc ở dưới chân núi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bậc thang màu trắng uốn lượn ở phía sau núi. 3-4 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn mãnh liệt, nóng bức chiếu xuống, rơi vào trên từng tầng cây nho. Ở chỗ này, bạn cảm giác trời đất mênh mông, sức sống mạnh mẽ, ngay cả tiếng hít thở trong thân thể bạn cũng rất nhịp nhàng. Tiếng bước chân gấp gáp buồn bực từ ngay chính giữa con đường vườn nho truyền đến. Người đàn ông dẫn đầu, nện bước chân nặng nề đi về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo, hai mắt thâm thúy, đưa mắt nhìn phía trước một chút, cũng cảm giác mọi chuyện xảy ra trên thế giới đều không liên quan mình. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh thở hổn hển đi theo phía sau, nhất là Khả Hinh, cô từ mới vừa nhảy tường vào, đi vào vườn nho, tốn một tiếng đồng hồ cộng thêm trước đó bị kinh sợ, vốn suy nghĩ tốt đẹp lại bị thực tế trắng trợn đánh vỡ, chỉ thấy cô đi chân không, sách theo giày cao gót của mình, tựa bên cạnh trang hạo nhiên, vừa loạng choạng đi về phía trước, vừa quay đầu, nhìn núi non trùng điệp, tầng tầng cây nho xanh gì, rất bao la lại tĩnh lặng nằm ở phía chân trời, bạn có thể cảm thấy linh hồn của bọn chúng đang cuộn trào. Một loại cảm giác minh mông tự nhiên mà đến. Sắp đến mùa hè, trải qua mùa xuân, một mùa màng dịu dàng canh giữ, cây nho nhú ra cành lá xanh non, giống như bươm bướm dương cánh, dương thành màu xanh biếc, đang đón gió đợi NG đưa, từng đợt mùi bùn tanh theo mùi cành lá đập vào mặt, rốt cuộc đường khả hình mới thoải mái thở dốc một hơi, có chút kích động nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, chỉ cần nghĩ đến, quá khứ thưởng thức rượu ngon, toàn bộ đến từ thiên nhiên chân quý ban cho, nếu như dịch rượu là thượng đế, như vậy những cành lá xanh tươi này giống như võ sĩ dây leo. Chính là vương quốc của nó. Hôm nay, mọi người tới đây làm gì lúc này bác dịch mới lên tiếng vừa đi tới phía trước nhàn nhạt hỏi trang hạo nhiên nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo mà tục tằng của anh có chút mệt mỏi thở ra nói tập đoàn chúng ta đang chuẩn bị tổ chức bình luận rượu sau đó tranh tài chuyên gia hầu rượu muốn mời anh làm giám khảo bác dịch lạnh nhạt nói cậu biết tôi không có thời gian cho nên tôi tìm được anh rồi trang hạo nhiên cười nói tại sao chấm ngoặc kép Mặc dù đường khả hình cảm thấy trước mặt cảnh đẹp tráng lệ, nhưng cô thật sự mệt mỏi không chịu nổi, hỏi nhỏ tại sao? Tại sao chúng ta không lái xe đi vào? Trang hạo nhiên không lên tiếng. Chỗ này của tôi không cho phép có một chút carbon dioxide bay vào, ngoại trừ hầm rượu của tôi tự phát ra. Chấm ngoặc kép, bác dịch lạnh lùng nói. Đường khả hình sướng sờ, lại nhớ tới bộ dáng tiêu đồng khóc lớn, sáng nay dù chết cũng không muốn tiến vào, sau lưng của cô trở nên lạnh lẽo. Vậy anh ở trong vườn, tại sao không nhận điện thoại? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, cười hỏi. Đang suy nghĩ công việc. Chấm ngoặc kép, bác dịch đi qua một con đường có cây ngô đồng, ánh mặt trời đang chiếu gay gắt, quẹo cua mới trả lời. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình trợn to hai mắt, nhìn bóng lưng người đàn ông này, cảm thấy suy nghĩ của anh thật là không thể tưởng tượng nổi. Lần này cậu tiến bộ, còn biết trèo tường. Bác dịch lạnh lùng nói, lần trước đi cùng tiêu đồng, ở bên ngoài đóng quân giã ngoại một buổi tối. Đường khả hình khiếp sợ đến trợn to hai mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên, cảm thấy tức giận muốn vươn tay, bóp cánh tay của anh, muốn nói, anh lừa em. Còn nói, lần trước chúng tôi sắp bị mũi đốt chết. Trang Hạo Nhiên cười nói xong, liền nhìn lại khả hình ở bên cạnh mệt mỏi không chịu nổi, mới nói, cô này là khả hình, thư ký thân cận của tôi, cũng là con ngựa ô hiện nay tham thi đấu chuyên gia hầu rượu. Suốt cuộc bác dịch dừng bước lại, quay đầu nhìn đường khả hinh, cô gái này cởi giày cao gót xuống, vóc người xinh đẹp hơi thấp, mặc áo sơ mi trắng lịch sự, quần trắng, bên ngoài khoác tây trang màu xanh dương, sắc mặt ửng hồng nóng bỏng tràn mồ hôi, đôi mắt to lấp lánh linh động, đang có chút sợ hãi nhìn mình, mắt của anh nheo lại, rốt cuộc mở miệng nói tiến hành đến giai đoạn thứ mấy. Thứ hai, Trang Hạo Nhiên cười nói, lúc này tới đây làm gì, bác dịch xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đường khả Hinh nhìn bóng lưng của anh, sửng sốt. Trang hạo nhiên cười nói, vừa lúc tiêu đồng không chịu đi, Vitus muốn để cho cô ấy đi cùng tôi, để cho cô ấy theo anh học tập mấy ngày ở vườn nho. Học tập nếm thử tốt nhất là vào mùa thu, mùa xuân, hạ, cô đến cũng không học được. Chấm ngoặc kép, bác dịch tự có ý của mình, nói xong, tiếp tục đi về phía tòa nhà hai tầng đầu tiên theo phong cách châu Âu. Nghĩa là sao? Đường khả hình nhìn trang hạo nhiên hỏi khẽ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn đường khả hình, dịu dàng nói, đến lúc đó em sẽ biết. Bây giờ nói em cũng không hiểu. Đường khả hình cao mày nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được đưa mắt thả vào vườn nho, lại ngoài ý muốn phát hiện, vườn nho ở trong sách, giữa các bậc thang, luôn lật các loại bùn đất, giữa luống cây, tuyệt không cỏ dại mọc thành bụi như vườn nho này, mà giữa cây nho khắp nơi sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ màu xanh, đỏ, vàng, thậm chí phương xa còn trồng mảng lavender nho nhỏ, đang đón gió chập chờn mùi thơm nhẹ nhàng làm cho người ta quên lãng phiền não nhất thời theo gió đập vào mặt cô kinh ngạc kêu lên nói tại sao cây nho nơi này đều không quản lý thậm chí cũng không làm cỏ dại trang hạo nhiên lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn cô bác dịch đang ở phía trước dừng bước lại nhàn nhạt hỏi cô vậy cô nói cho tôi biết trong mắt cô vườn nho là cái dạng gì đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn anh nói tối thiểu giữa các luống đều gọn gàng không có cỏ dại để cho quả nho có thể lành lặn hút lấy tinh hoa nhật nguyệt hả bác dịch chậm rãi đi gần cô lạnh nhạt hỏi sau đó sau đó chấm ngoặc kép đường khả hình bởi vì chưa từng đi vườn nho nói không ra tiếp theo như thế nào sau đó phun thuốc trừ sâu và phân hóa học bảo đảm côn trùng gây bệnh không xâm nhập cây cối không sinh ra các loại bệnh khác để cho quả nho có thể lớn lên giống như ngọc trai hải nam dáng dấp vừa tròn vừa trơn bóng sau đó dùng máy móc cây đất dùng thuốc diệt cỏ mạnh để loại bỏ cỏ dại, tránh cho nó hút mất nhiều chất dinh dưỡng, chân áp nó, là như thế phải không? Bác dịch nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình chợt lóe trong lòng suy nghĩ, là như thế này mà. Bác dịch lạnh lùng nhìn cô, nói, sau đó sẽ phun thuốc trừ sâu lên quả nho giống như xương trắng, chủ vườn nho cũng không dám uống rượu mình trưng cất, cô dám uống sao? Thuốc trừ sâu bao trùm quả nho, cô cảm thấy vị như thế nào? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười nhìn cô. Tôi, tôi, tôi cũng không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh có chút hoảng sợ. Bác dịch hơi nhạo báng, nhìn cô nói cho nên cô sẽ có thể thắng sao. Một chuyên gia hầu rượu cũng không có đi qua vườn nho, không thể xưng chuyên gia hầu rượu hợp cách. Vậy anh có thể nói cho tôi biết, lý do anh để cho cỏ dại tồn tại là. Chấm ngoặc kép, Đường khả hình thật tò mò hỏi. Cỏ dại, bác dịch cao mày nhìn cô nói, ở trong mắt cô, thực vật không dùng được gọi là cỏ dại. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Bác dịch không nói gì, chỉ tạm thời đi tới đường bùn đất nhỏ ở bên cạnh, nhắc một cái sọt, đi về phía một nhánh cây nho nào đó, hái xuống vài lá màu tím non nớt, bỏ vào trong sọt, mới sâu kín nói, con người bây giờ chỉ vì cái trước mắt, các loại rượu mới được quản lý lỏng lẻo, không có theo nguyên tắc truyền thống trước đây, phun thuốc trừ sâu, tưới nước quá độ, nuôi quả nho vừa tròn vừa lớn, nhưng vị không bằng lúc trước. Cô có phát hiện, quả nho trong siêu thị, luôn ăn không ngon như lúc chúng ta còn bé hay không? Quả táo trong siêu thị, chúng ta ăn không có hương vị ngọt ngào như lúc nhỏ. Nước quá nhiều, hương vị không tập trung. Đường khả hình sửng sốt. Đó là bởi vì bọn họ không tôn trọng nguyên tắc tự nhiên, chỉ cần sản lượng không cần chất lượng, dù sao mọi người bị buộc chấp nhận cắn một quả táo, nước quá nhiều cũng không sao. Bác dịch lạnh nhạt nói xong, lại đi tới phía đầu kia, hái một chút cành lá màu xanh nhạt, bỏ vào trong rổ, mới nói tiếp, trong mắt cô thấy những hoa cỏ dại này, thật ra bọn chúng có sức hấp dẫn và ý nghĩa do thiên nhiên ban cho. Mặc cho hoa cỏ dại tự nhiên sinh trưởng, thứ nhất có thể giúp đất đai hấp thu những phần thành không tốt, hai bên duy trì cân bằng sinh thái tự nhiên, hàng năm khi nước mưa quá nhiều, bọn chúng còn có thể trợ giúp cây nho và trái cây, hấp thu lượng nước dư thừa, giống như quá trình sinh trưởng dừng lại quá nhanh, không để cho nho hút nước quá độ, ảnh hưởng hương vị. Đồng thời hương hoa của bọn chúng sẽ bị dây leo hấp thu, từ đó để cho quả nho có thể tỏa ra mùi thơm không giống các nơi khác. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình kinh ngạc nghe những lời này. Bác dịch lại chậm rãi quay đầu, nhìn đường khả hình nói, có lẽ cô cũng không biết, trên thế giới này mỗi dạng thực vật đều có công hiệu hoạt hóa nguyên tố vi lượng dưới lòng đất, mà một chút lượng nguyên tố có thể chuyển hóa vào trong cây nho và quả nho, để cho chúng có giá trị dinh dưỡng cao hơn. A. À, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên. Không nên xem tranh tài chuyên gia hầu rượu là một sự kiện quan trọng của cô, còn sớm lắm. Bác dịch nhạo báng một tiếng, mới chậm rãi đứng lên, nhìn gốc cây trước mặt có gần 30 năm tuổi, anh giống như đưa mắt nhìn người tình, vươn tay nhẹ nhàng đè xuống, mới chậm rãi nói, thiên nhiên tự có nguyên tắc sinh tồn của nó, nếu như cô tôn trọng tự thiên, nó cũng sẽ trả lại cho cô càng nhiều, nhưng bây giờ người hiểu được đạo lý này quá ít. Có thể có người vậy kiên trì như anh cũng rất ít rồi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cảm thán cười nói. Bác dịch lạnh lùng quay đầu, nhìn anh nói, ít là bởi vì không có tiếp thu tốt truyền thừa. Ít là bởi vì mọi người quá lười tiếp nhận, ngay cả tư cách nói lên kháng nghị cũng không có, mặc cho một số thực phẩm nhàm chán có cơ hội phát triển, tạo ra giá trên trời. Nhân loại chúng ta gieo gió sẽ gặt báo. chương 587, năm ly nước. Ba người tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ bùn đất trong vườn nho, đi tới biệt thự. Trong quá trình này, bác dịch nhắc tới nho trắng mình phơi nắng rất tốt, chuẩn bị làm rượu mạch can. Hạo nhiên cũng kinh ngạc nhìn bác dịch, nói trời ạ. anh làm rượu mạch can. Bác dịch lạnh lùng đi vào nhà của mình, mới nói thế nào không được sao. Đường khả hình cũng khiếp sợ nói, rượu mạch can rất khó trưng cất, tốn thời gian rất nhiều. Nếu linh hồn của cô không được tự do, tại sao lại muốn chạy tới thế giới này? Bác dịch để sọt xuống, đón ánh trời chiều rơi xuống, nhìn từng gốc cây nho, cành lá phía trên quá nhiều, lúc nói chuyện, trong tay đã có thêm một cây kéo, bước vào trong vườn, cắt tỉa cành lá. Đường khả hình kích động đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn của bác dịch đứng ở trước cây nho, Hai mắt chăm chú cắt lá, trên khuôn mặt tang thương, khắc rất nhiều nếp nhân kiên nghị, trong lòng của cô nghĩ tới, tại sao một người đàn ông có thể tính tâm trưng cất rượu mạch can. Rượu mạch can là loại rượu đỏ kinh điển đã từng hiền hách một thời của Pháp, quả nho tốt nhất phải được công nhân hái xuống bằng tay, đặt ở trong lều, để cho quả nho kể từ ngày hái trở đi, trải qua mấy tháng hong gió, cho đến tháng tư năm sau, chờ cho quả nho dần dần bị bốc hơi nước, chỉ còn lại lượng đường giống như nho khô, lại trải qua ép nước lên men mà thành nhưng bởi vì phương pháp trưng cất rượu có lịch sử lâu đời truyền thống, bởi vì tốn thời gian, tốn công phí sức, mà từ từ thất truyền. Trang hạo nhiên im lặng đi vào ruộng bậc thang, đứng ở trước một cây nho, hai tròng mắt dần dần thâm trầm, nắm lên một nắm bùn đất, đưa lên mũi ít nhẹ, lại đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm xuống. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức ngồi xổm ở trước mặt của anh, nhìn nét mặt anh nếm bùn đất, kinh ngạc nói anh nếm. Nếm bùn đất à, Trang hạo nhiên mỉm cười cầm bùn đất, đưa đến mũi đường khả hình, để cho cô ngửi. Đường khả hình cũng tò mò vươn người tới trước, nhẹ nhàng cúi đầu ngửi bùn đất một cái, hơi có mùi tanh đá, cô cau mày nhìn anh nói, bùn nãy có. Mùi đá. Trang hạo nhiên không nói gì, chỉ vươn tay chống nhẹ gốc cây mấy chục năm tuổi ở trước mặt, nhìn vết sẹo bên ngoài, liếc về phía bác dịch ở đầu kia nói cây này có. 60 năm chứ? Ừ, chấm ngoặc kép. Chỉ cần bác dịch đứng ở trong vườn, cũng không ngừng suy nghĩ, dọc theo đường đi liền bắt đầu cắt tỉa cành lá. Sắp loại bỏ chứ? Trang Hạo Nhiên cười hỏi. Sắp, bác dịch nhàn nhạt nói. À, 60 năm cũng loại bỏ, không phải rất đáng tiếc. Đường Khả hình cũng biết, không phải cây nho càng già càng tốt, bởi vì có một số cây nho sau khi lão hóa có thể cho ra quả nho rất ít, hơn nữa hoàn cảnh địa lý và giống yêu cầu cũng cao. Cũng chỉ là trở về với tự nhiên mà thôi cây nho khu vực này là cha của tôi giữ lại lúc còn trẻ, cha của tôi đi trước nên do tôi chăm sóc. Bác dịch lại tỉ mỉ nắm cành cắt lá. Đường khả hình không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. Có cần giúp một tay hay không? Trang hạo nhiên nhìn anh, cười hỏi. Không cần, các người không nên đụng vào cây nho của tôi. Đối với vườn nho bác dịch yêu cầu rất cao, sắp tới ngày mùa mùa, anh cũng nghiêm khắc chọn lựa công nhân, để phòng ngừa bọn họ hơi không cẩn thận, liền hư hỏng một năm trồng trọt đi về trước đi, tôi theo sau ngay, lúc nãy bởi vì đưa hàng mẫu đến phòng thí nghiệm, tôi cũng chưa ăn cơm. Bác dịch tay cầm vài cành lá nho, lại nhân mặt cúi đầu, thông qua ánh sáng mặt trời chiều lặn về phía tây chiếu tới, tỉ mỉ chú ý bóng cành lá phóng xuống mà phán đoán tình trạng sinh trưởng của nó, lại cắt bỏ đi vài cành lá. Tốt, Trang Hạo Nhiên mỉm cười kéo đường khả hình đi về phía tòa biệt thự nhỏ độc lập, đó là nhà bác dịch ở một mình, phía sau mới là căn phòng chính trong vườn nho, còn có nhiều phòng đọc sách, hầm rượu phân hai nơi một ở dưới mặt đất một ở trong hang núi thỉnh thoảng gió thổi tới cũng có thể cảm nhận nơi hang núi u tối chuyển đến tiếng kêu đáng sợ giống như mãnh thú anh ấy thật sự ở một mình trong vườn nho này à đường khả hinh vừa đi vào trong vừa kinh ngạc nhìn trang hạo nhiên không thể tin hỏi đúng vậy chỉ là ban ngày cũng có công nhân tới đây làm việc bởi vì phía sau núi chính là thôn trang em nhìn thấy nơi xa có mấy nóc nhà màu đỏ là khu vườn của người khác trang hạo nhiên và đường khả hinh đi vào căn phòng lớn bằng gỗ màu nâu của biệt thự phía trước là cổng vòm màu đen có rất nhiều hoa kim ngân rũ xuống hai bên trồng hoa lavender hoa hồng đung đưa tỏa ra mùi thơm kỳ lạ đường khả hinh hết sức kích động đứng ở ngoài cửa nhìn ngôi nhà gỗ theo phong cách châu âu còn có hoa hồng và hoa lavender ở trước đình cảm thán cười nói không cần nói em cũng cảm thấy quả nho nơi này nhất định sẽ ăn ngon hơn chỗ khác trang hạo nhiên quay đầu nhìn cô Đường khả hình cũng nhìn Trang Hạo Nhiên, kích động cười nói, em vẫn cho rằng, nhất định phải ở một đất nước truyền thống, mới có thể trưng cất rượu đỏ tốt nhất, đó là em nông cạn rồi, rượu đỏ là linh hồn, chỉ cần mình dụng tâm vung đắp, khẳng định có thể tỏa ra mùi rượu độc đáo của nó. Cho nên, bản thân rượu đỏ cũng là một loại dẫn dắt, dẫn dắt trí tuệ của nhân loại, nhiệt tình nhân loại, còn có tinh hoa nhân loại. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười, mới nhìn cô nói, vào đi. Tốt, đường khả hình vui vẻ đi vào, lại như đứa bé đối với chuyện gì cũng rất tò mò, hỏi nữa, đúng rồi, tại sao ngoài vườn có rất nhiều tóc người? Dùng làm gì? Đây chính là một mảnh bình nguyên phía trước núi sâu, cho nên sẽ có rất nhiều heo rừng, heo rừng rất ưa thích ăn quả nho, bình thường thôn dân đuổi cũng không chạy, thường không ít vườn nho bị phá hoại, sau đó bọn họ liền nghĩ một biện pháp, lấy tóc người, giải ra bên ngoài vườn nho, lỗ mũi heo rừng rất thính, ngửi được mùi của con người cũng không dám tới. Trang hạo nhiên cất bước đi về phía trước, vừa nói. Anh thật giống như rất quen thuộc nơi này. Đường khả hình kinh ngạc nhìn anh, nói. Anh thường tới đây, suốt cuộc trang hạo nhiên đi vào nhà của bác dịch, phát hiện phòng khách trang nhã mà xa hoa, giống như trước, giữa ghế salon màu đen hình tròn bằng da sáng bóng. Ngay chính giữa để một cái bàn thủy tinh, phía trên là một ly rượu đỏ thật to, có nhiều lát chanh nổi lên, bên trái là một giá sách gỗ tử đàn, rất nhiều bộ sách rượu đỏ bên phải là giá rượu dựa vào tường, bên trong để vô số rượu đỏ trong và ngoài nước, còn có tủ cất rượu sư tầm. Đường khả hình kinh ngạc đứng ở bên cửa, thấy phía trước TV LCD, bày ra một sơ đồ, là sơ đồ quá trình tiến hóa của quả nho từ thời cổ đại đến bây giờ. Ngồi trước đi, rốt cuộc bác dịch sách theo rau dại đi tới, một mình đi tới phòng ăn kiểu mở ở đầu kia, im lặng rửa tay. Có cần giúp gì không? Đường khả hình nhìn anh, mỉm cười hỏi không cần, bác dịch đem rau dại ngâm vào trong nước, từ từ rửa sạch. Trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế salon, cũng xoay người nắm tay đường khả hinh, cười nói, ngồi đi, lúc anh anh làm món ăn, không thích người khác nhìn. Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hinh không có cách nào, liền cảm thấy bên trong phòng khách nóng bức, cởi áo khoác ra, ôm ở trong tay, mới tỏ mò quan sát bốn phía. Bác dịch đang rửa rau, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đường khả hinh, cặp mắt to sáng người hút hồn đang nóng bỏng nhìn các nơi, anh liền im lặng không lên tiếng xoay người, lấy ra năm ly thủy tinh đặt ở trên khay. Em khát quá, đường khả hình có chút khó khăn nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói em muốn uống nước. Sẽ có nước cho em uống, Trang Hạo Nhiên cởi tay Trang xuống, tiện tay đưa cho đường khả hình cầm trong tay, nói một câu hai nghĩa. À, đường khả hình ngạc nhiên nhìn anh. Bác dịch nhàn nhạt cầm năm cái ly nước nhìn như giống nhau, đi tới trước mặt của đường khả hình, nói uống đi. năm ly nước à, tôi không cần uống nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình vội vàng lắc đầu nói. Trang hạo nhiên chỉ nhàn nhạt cười, ngồi ở ghế salon đơn, không lên tiếng. Bác dịch sâu kín nhìn cô nói, không có bảo cô uống. Vậy, chấm ngoặc kép, đường khả hình không hiểu nhìn trang hạo nhiên. Ngửi, trong nước có mùi vị gì? Bác dịch đứng ở một bên, giống như đường khả hình chỉ là một cây nho thâm trầm nhìn. A, à, được rồi. Chấm ngoặc kép. Mặc dù đường khả hình không hiểu rõ, nhưng vẫn nghe lời như người tới trước, nâng ly nước thứ nhất, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ánh mắt của cô sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói tranh. Chấm ngoặc kép. Bác dịch nhìn cô, lại nhàn nhạt gọi ly thứ hai. Đường khả hình lại nâng ly thứ hai, cúi xuống ngửi hết sức chăm chú. Trang hạo nhiên có chút căng thẳng nhìn cô ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút khó khăn ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt bác dịch lóe lên, lại nói, ly thứ ba. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nâng ly thứ ba, hít nhẹ, mới lại ngẩng đầu nhìn anh nói, đường. Chấm ngoặc kép, ly thứ tư, chấm ngoặc kép, muối, chấm ngoặc kép, ly thứ năm, chấm ngoặc kép, đường khả hình nâng ly nước cuối cùng, lại cúi xuống ngửi nhẹ một cái, liền có chút khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn anh xin lỗi nói tôi không ngửi được chấm ngoặc kép uống một hớp, bác dịch lại nói đường khả hình liền chu cái miệng nhỏ một cái nhất thời cảm giác nước hết sức trong veo ngon miệng nhưng đến cổ họng có chút vị cam nhàn nhạt sau đó biến mất lại bắt không nhận được mùi vị này bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh hai mắt bác dịch lóe lên thâm trầm nhìn cô đường khả hình cũng kinh ngạc nhìn anh trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói tôi không có tính mang cô ấy tới đây nhanh như vậy biết thời gian này anh bận rộn đã người mang đến còn nói nhảm nhiều như vậy ăn cơm trước đi bác dịch xoay người lại can dặn mang cô ấy đi phòng tắm đổi bộ quần áo tới đây chấm ngoặc kép tốt trang hạo nhiên bật cười biết bác dịch muốn làm gì ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đường khả hình vẫn không hiểu nhìn hai người đàn ông đang mờ mịt khó hiểu thấy trang hạo nhiên đi ra ngoài cô ngạc nhiên hỏi, đi đâu? Trở về phòng của chúng ta. Trang hạo nhiên nhìn cô, cười nói. Gian phòng của chúng ta, chúng ta không phải ở nơi này sao? Đường khả hình ngạc nhiên hỏi. Đây là nhà của em à? Đi thôi, phía trước phong cảnh thật đẹp. Một mảnh lavender thật lớn. Trang hạo nhiên lập tức đi lên trước, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của đường khả hình, dắt cô đi ra. mươi 588, Ma. Xuân Ý lan tràn, sức sống bừng bừng trời chiều sắp rơi xuống bên kia núi, chiếu rọi ánh sáng đỏ ao khắp nơi, lây lan khắp rừng nho. Nếu như em đến vào mùa hè, sẽ thấy khắp núi rừng đầy bươm bướm, là linh hồn của những chiến binh vườn nho trong truyền thuyết, bay trong thế giới của em. Khu nhà chính trong vườn nho tọa lạc tại dưới chân núi, tòa nhà ba tầng theo phong cách châu Âu, bóng cây vây quanh, trước nhà một mảng lớn lavender và đài phun nước tử thần, vách tường và hành lang, tất cả đều là những loài hoa không biết tên bỏ đầy, đóa đoá, đoá hoa nhỏ màu tím, càng tô điểm thêm vẻ đẹp, vô số đèn treo kiểu cổ rũ xuống từng đoàn từng đoàn ánh sáng màu vàng, khu nhà dành cho khách giống như nhà ở, nằm ở phía trước suối nước nóng, hơi nước mù mù quấn quanh, trước nhà trồng cây xanh lá giống như lục bình. Nơi này bận rộn nhất là mùa thu, khi đó công nhân vào mùa thu hoạch, thương lái cũng nối liền không dứt, bởi vì vườn nho của bác dịch, vốn là nơi du lịch, nhưng anh ấy không có chính thức mở cửa. Ba năm trước đây rượu Sely và rượu mạch can của anh ấy đều đoạt huy chương vàng trên thế giới, cũng không công khai, không có tiếp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn, cũng không có tham gia qua bất kỳ tiệc rượu nào, giá bán loại rượu đoạt giải này ở trên thị trường vẫn không có giảm, mặc dù vào 8 năm trước sâm banh gặp phải gió bão lớn nhất, anh ấy cũng không muốn hạ giá. Trang Hạo Nhiên vừa giải thích cho Đường Khả Hinh, vừa nhỏ mấy bụi cỏ xanh ở trên bậc thang, đi tới ở trước căn hộ kiểu nhỏ, thiết kế đơn giản ấm áp, lầu một phòng khách nhỏ ở giữa để tranh tuyên truyền các loại rượu nho, hai gian phòng lấy gỗ làm chủ, màn cửa sổ đơn giản, giường nệm trắng, thảm vòng tròn lớn màu trắng. ở giữa để một bàn trà cổ, thậm chí trên bàn còn có loại trà nổi tiếng Oriental Beauty trà mỹ nhân phương đông. loại trà này đặc biệt được anh nữ hoàng anh cố ý ban cho cái tên trà Oriental Beauty. trời ạ, à, nơi này, chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở bên cửa, xuất thần nhìn tấm màn màu trắng tại cửa sổ sát đất nhẹ nhàng tung bay mùi hương lavender tràn ngập quanh quần, cô hít mạnh một chút, thật vui vẻ cười rộ nói, nơi này thật sự. Thật thoải mái, chấm ngoặc kép, đôi tay của Trang Hạo Nhiên cắm túi quần, đứng ở bên cửa, hai mắt lộ ra dịu dàng, mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên cười hỏi, lúc tiêu đồng tới đây, cũng ở nơi này sao? Không có, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười đi vào gian phòng, đi tới bên giường, ngón tay thon dài, sờ nhẹ đèn bàn quý giá, một làn xương mù từ trong đèn bàn tản ra, có chứa một chút mùi hương hoa hồng, mới nói, lúc tiêu đồng tới, nơi này còn chưa xây, cô ấy ở tại trong nhà bác dịch, bị muối chích không ngủ được, còn không có quạt gió, cũng không có mùng, càng không có tivi. Cô ấy bị ép ở chỗ này muốn phát điên, em phải biết, bác dịch người này rất thích gió thiên nhiên, anh ấy nói trong gió cũng bay ra dưỡng chất rất có giá trị. Nhưng tiêu đồng không chịu nổi, anh ấy liền đuổi tiêu đồng ra ngoài, căng lều ở bên ngoài để cho cô ấy ngủ. Tiêu Đồng không chịu, cũng kéo anh ra ngoài, căng một lều cho anh ngủ. Cho nên trải qua lần đó, khiến Tiêu Đồng chết cũng không muốn tới nữa. Ha ha, Đường Khả Hinh không nhịn cười được, vui vẻ đi tới trước cửa sổ sát đất, cảm thán nhìn vô vườn nho rộng lớn vô biên đang đong đưa phía ngoài cửa sổ, vui vẻ cảm động, nghẹn ngào nói, nơi này thật đẹp, thật đẹp. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên đi tới trước cửa sổ sát đất, ngửa mặt mỉm cười nhìn ra phong cảnh phía ngoài, nói: Mỗi lần cảm xúc của anh không tốt sẽ tới đây một chút. Anh cũng có lúc cảm xúc không tốt sao? Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, không nhịn được cười nói: Anh là người, tâm trạng anh cũng có lúc không tốt. Luôn ở trong nước, anh nghi ngờ mấy con chó kia chính là bác dịch dùng để đề phòng anh đấy. Ôi chao, Đường Khả Hinh nhìn anh, Trang Hạo Nhiên cười, nhìn cô thúc dục nói nhanh đi tắm đi anh cũng sắp chết đói rồi ăn thứ bốn chân giày vò chết anh được chấm than ngoặc kép đường khả hình chú ý tới trên giường đã có chuẩn bị xong quần áo mới hoàn toàn còn có áo lót tắm rửa nghe nói là bác dịch gọi bà chủ vườn kế bên tạm thời đưa tới đều là quần áo thể thao cô lập tức ôm lên nhưng sắc mặt chưa thay đổi quay mặt sang nhìn trang hạo nhiên chợt kêu to chờ một chút này chấm than ngoặc kép cái gì Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu, ngạc nhiên nhìn đường Khả Hinh, hỏi. Lúc này anh nói cái gì? Đường Khả Hinh đột nhiên trợn to hai mắt, ôm quần áo, giống như đề phòng sói, nhìn Trang Hạo Nhiên, nheo mắt hỏi, anh nói. Trở về, trở về, phòng của chúng ta, có ý gì, em và anh chung một phòng à? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên hai mắt chợt hiện ra một chút mập mờ vui vẻ. Đường Khả Hinh lập tức lui về phía sau hai bước nhìn anh anh nói, chấm ngoặc kép, đôi tay trang hạo nhiên cắm túi quần, chậm rãi đi tới trước mặt của đường khả hình, khom lưng cúi xuống, nhìn thẳng cô cười nói, phòng của em, phòng của anh, có phải gọi chung là phòng của chúng ta hay không? Anh ở nước ngoài quanh năm, tiếng chung không được giỏi, em có thể nói cho anh biết, còn có cách nói khác hay không? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình ôm quần áo, mặt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trang hạo nhiên nheo mắt nhìn cô, lại không nhịn được đến gần một bước đường khả hinh ôm quần áo lui về phía sau một bước có chút căng thẳng nhìn anh chằm chằm trang hạo nhiên nhìn ánh mắt cô sợ hãi đột nhiên mỉm cười tay từ trong túi quần rút ra ngoài đưa ngón trỏ đâm nhẹ trước trán của cô một cái đầu đường khả hinh ngửa ra sau anh cũng có tiêu chuẩn được không trang hạo nhiên đột nhiên thẳng người nhìn cô cười nói cái gì đường khả hinh lập tức tức giận nhìn anh tức giận đến tắm nhanh lên, anh thật sự rất đói bụng, bà cô ơi. Trang hạo nhiên nói xong, cũng đã thoải mái xoay người, ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng đối diện nói, nghe được sói và quỷ kêu, đừng sợ đấy. Em mới không sợ, lúc em ở anh nghe rất nhiều, quỷ còn từng hôn em đấy. Chấm than ngoặc kép, sắc mặt của đường khả hình thu lại, có chút cố kỵ, nhắc mí mắt, liếc về phía anh. Quả nhiên Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, đứng ở bên cửa, trong mắt hơi híp, nhìn cô hỏi em nói cái gì quỷ từng hôn em a à, chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình đỏ lên mơ hồ nói đúng vậy lúc nằm mơ nên nên hôn chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ngửa mặt chậm rãi quay trở lại đạp sàn gỗ từng bước từng bước phát ra tiếng vang rất kỳ quái đường khả hình lập tức có đến mép giường bên tường ôm quần áo cúi đầu em em ở đây nước anh bị quỷ hôn trang hạo nhiên lại cau mày nhìn cô có chút không thể tin nổi, hỏi. Ngoặc kép chấm, à, dường như là vậy, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại mắc cờ đỏ bừng mặt nói. Em phải cẩn thận, Trang hạo nhiên đột nhiên đứng thẳng người, vẻ mặt chăm chú nhìn cô nói, bên anh có rất nhiều ma, nếu như linh hồn của bọn họ bay xung quanh, lúc không có nhà để về, sẽ ghé vào trên thân người, đi theo em đến mỗi nơi, lúc đêm khuya yên tĩnh, nằm ở bên cạnh em, nhìn em. Đại não của đường khả hình chợt tê dại, trận to hai mắt nhìn anh cho nên chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nghiêm túc nhìn cô nói buổi tối ngủ không nên đóng chặt cửa sổ sát đất tại sao đường khả hình hoảng sợ đến trên trán đổ mồ hôi lạnh ngay cả thở cũng có chút khó khăn nếu ma không được tự do sẽ gây bất lợi cho con người tại sao em ở phòng ăn chọc ra thứ như vậy trang hạo nhiên thật sự rất bất đắc dĩ nhìn cô một cái mới xoay người mỉm cười đi khỏi thuận lợi phịch một tiếng đóng cửa chặt lại cả người đường khả hình dung một cái, ôm quần áo, hoảng sợ nhìn cánh cửa, kêu to thật xấu xa. Đóng cửa mạnh như vậy cho ai nhìn? Trang hạo nhiên đứng ở bên cửa, nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, cất bước lên trước, đi vào gian phòng của mình giống nhau như đúc ở phía trước, cũng mệt mỏi thở dài một cái, đây là gian phòng chuyên dụng của mình, trong ngăn kéo tự nhiên có quần áo, liền chậm rãi đi tới, đứng ở trước gương, đưa tay cởi ti sắt trắng xuống, lộ ra bắp thịt rắn chắc hấp dẫn, hai mắt chợt lóe, phát hiện trời chiều đã lặn về phía tây, bầu trời u ám, song cửa sổ màu trắng lơ lửng một cái bóng màu đen, mặc váy dài trắng như tuyết. Tóc dài, đang lạnh lùng đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn mình. Hai mắt trang hạo nhiên lập tức trợn to, nhìn tròng chọc cái bóng đen kia, sau lưng lập tức tê dại. Gió vẫn thổi phất phơ, phất lên mái tóc dài của cô, váy dài phất phới, giống như cặp chân tuyết trắng bay ở mặt đất. Trang hạo nhiên nóng mắt nhìn chầm chầm bóng đen kia, nắm chặt t-shirt, ánh mắt không có một chút rời khỏi. chương 589, một chút mùi hương. Ai, chấm than ngoặc kép, hai mắt trang hạo nhiên rét lạnh, nắm chặt áo len, từng bước từng bước đi tới cửa sổ sắt đất, ép buộc bình tĩnh nói tôi không tin trên thế giới này có ma. Một âm thanh lạnh lẽo sâu thẳm truyền đến. Nếu như anh không phải tin trên thế giới này có ma, anh còn lấy ma ra dọa em sợ. Trang hạo nhiên nghe lời này đột nhiên sướng sờ, lập tức đi ra ban công, thấy đường khả hinh mặc váy dài trắng tinh, xóa tóc dài, chân không ngồi xổm trên mặt đất, ôm bụng cười đến nói không ra lời, thỉnh thoảng còn nói anh ngốc quá. ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên thở gấp gáp một hơi, vừa rồi nhìn thấy thật có chút hoảng sợ, anh lập tức ghé đầu nhìn ban công của mình và ban công sát phách cách một chút người này, anh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô ha 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 chấm ngoặc kép, đường khả hình tiếp tục chỉ vào trang hạo nhiên cười to nói, em ở Cambridge mấy tháng, mỗi ngày ở phòng ăn nghe khách kể không biết bao nhiêu chuyện ma, nghe đến lỗ tai cũng đã tê dần, có lúc Nikki còn lấy tương cà chua nằm trên mặt đất giả ma dọa chúng tôi, anh nói như thế, đối với em chỉ là một chút chuyện vặt, thật coi chị đây không đi ra khỏi nhà, ha 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 ha. Ôi chao, mẹ ơi, làm em cười chết rồi. Cô nói xong, muốn ôm bụng, ngã xuống đất cười đến run rẩy, rơi nước mắt ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn không thốt nên lời nhìn con bé đáng chết, mới vừa rồi thật hoảng sợ, anh thức giận ngẩng đầu thở phì phò. Ha ha ha, anh ngốc quá, trước tài chuyện vật này, ngay cả mít cũng không có mắc mưu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh lại ôm bụng, ngửa mặt cười ha <laughs> ha. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, hít mắt nhìn cô, nói em rất được. Lá gan em cứng đúng không? Tốt, anh ôm em ném ra ngoài chấm than ngoặc kép anh không nói hai lời liền tiến lên làm bộ muốn ôm cô a à, chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức từ bên cạnh trượt chạy vào trong gian phòng của anh cười kêu to cứu mạng trang hạo nhiên không nói hai lời liền đưa cánh tay to lớn lập tức từ phía sau lưng ôm chặt cô cười nói bây giờ mới biết gọi cứu mạng mới vừa rồi lá gan rất khỏe ném em xuống buông em ra em không dám không dám đường khả hình lập tức chạy như bay về phía trước không ngờ lại bị Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ ôm một cái, cô a hát một tiếng, loạn choạng không kịp, lao thẳng tới trên giường. Trang Hạo Nhiên thuận thế đứng không chấm đất cùng với cô ngã xuống giường, lập tức đè cô dưới người, lúc này mới yên tĩnh, cúi mặt hai mắt nóng bỏng nhìn cô. Đường Khả Hình cũng nằm ở trên giường nệm màu trắng, lập tức đỏ mặt lúng túng nhìn anh. Gian phòng lập tức yên lặng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lá nho co san sát. Trang Hạo Nhiên cởi trần thân trên Lộ ra cơ ngực hấp dẫn nóng bỏng của đàn ông, cúi xuống nhìn Đường Khả Hinh, tóc ngắn trên trán nhẹ rũ xuống, xẹt qua hai mắt sức hấp dẫn của anh. Lúc này hai mắt Đường Khả Hinh mê ly, không nhịn được nhớ tới lần đó ở trường đấu kiếm, nhìn thấy anh tay cầm trường kiếm, tư thế sư tử, hai mắt hấp dẫn cũng lóe lên như vậy, trái tim không khỏi nhảy lên, xoay mặt đi muốn đưa hai tay đẩy anh ra. Khi bàn tay nhỏ bé đặt nhẹ ở trước ngực rắn chắc của anh, xuyên qua cảm giác mập mờ nóng bỏng thì bàn tay nhỏ bé của cô khẽ co rụt lại, có chút lúng túng xoay mặt, mới lầu bầu nói, được rồi, em. Em, em sai rồi, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe lời này, hai mắt chợt lóe, lại cúi mặt, chậm rãi phà ra hơi thở nóng rực, âm thanh khàn khàn mà cưng chiều hỏi em sai ở nơi nào. Em không nên, giả quỷ hù dọa anh, đùa một chút mà, đường khả hình quay mặt, cảm thấy trang hạo nhiên đè nén thân thể của mình, Thở cũng không dám quá phập phồng lồng ngực. Hai mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lộ ra dịu dàng, lại cúi mặt dịu dàng, giống như lặng lẽ nói, không nên đùa với đàn ông, em sẽ rất nguy hiểm. Đường Khả Hinh nghe những lời này, chậm rãi quay mặt sang, hai mắt lóe ra ánh sáng không biết làm sao, dịu dàng nhìn anh. "Thật, ở Cambridge bị một quỷ hồn hôn hả?" Trang Hạo Nhiên giống như có chút để ý chuyện này, ngón tay khẽ chạm cánh môi hồng của cô, hỏi khẽ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, trái tim đập thình thịch, khẽ cắn môi dưới, cũng không chú ý cắn trúng ngón tay của anh, cô lập tức buông ra. Nói, Trang Hạo Nhiên ra lệnh. Dường như là thế, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh bị ép buộc bất đắc dĩ, chỉ phải thừa nhận nói, ở phòng ăn chúng ta có một gian phòng bí mật, có một hoàng tử đã từng ở nơi đó, sau khi chết từng buông xuống mê hương nhiều năm không tiêu tan, mùi thơm này làm cho người ta sinh ra ảo giác, vào một đêm em cảm thấy anh ấy đến phòng của em ôm chặt em khóc lúc hôn em em cũng bi thương theo anh ấy rất bi thương chấm ngoặc kép trong mắt trang hạo nhiên hơi híp giống như có chút không vui ngẩng đầu lên nhìn cô đường khả hinh cho rằng anh mất hứng mình liền có chút đỏ mặt nuốt nước miếng thở nhẹ nói em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này sau đó e lần nói cho em biết mùi thơm này rất kỳ lạ thời gian có thể kéo dài thật lâu chấm ngoặc kép nói cách khác qua một ít thời gian, anh ấy sẽ đi tới giường của em, hôn em. Thật ra Trang Hạo Nhiên không tin ở nước Anh có quỷ. Đường Khả Hinh lại thẳng thắn gật đầu. Hai mắt Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhíu lại, nhìn cô, một lời nói trúng phốc Đường Khả Hinh. Em chính là tịch mịch. Ý anh là gì? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh, bị dọa run sợ. Mùi thơm này anh biết rõ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt hiện lên mấy phần sắc bén nói. Cái gì? Đường Khả Hinh nghi ngờ hỏi. Bản thân rượu đỏ có đủ yếu tố lãng mạn, nhưng thật ra là đến từ suy nghĩ của con người, nói cách khác, nó chỉ dẫn dắt suy nghĩ của trong linh hồn chúng ta, tương truyền từng có mùi thơm này, không cần rượu đỏ dẫn dắt cũng có thể khơi gợi linh hồn của mình. Nói cách khác, lúc em ở nước Anh, khát vọng tình yêu. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nói. À, đường khả hình nghe được ý tứ của Trang Hạo Nhiên, đột nhiên có chút tức giận nói anh có ý gì. Rõ ràng chính là mùi hương này có vấn đề, kéo tới trên người em làm gì?" Cô lập tức đẩy anh ra, một mình căng chạy thẳng ra khỏi phòng, liền mở ra cửa. Nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cánh tay của cô, đột nhiên hiểu ra nói, thì ra trong thế giới của em, thật không có anh. Đường Khả Hinh có chút khiếp sợ quay đầu, nhìn anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra mấy phần nóng bỏng và bất đắc dĩ nhìn cô, có một loại cảm giác chán nản làm cho anh lập tức mềm nhũn. Đường khả hình nhìn anh, lập tức có một chút áy náy, không biết nên nói gì. Trang hạo nhiên yên lặng nhìn cô thật lâu, thật lâu, rốt cuộc, buông tay ra. Cánh tay mảnh khảnh của đường khả hình nhẹ rơi xuống, quay mặt đi không có nhìn anh. Anh cho rằng, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô, cười khổ nói, anh cho rằng. Anh luôn có một chút, cho dù không có 99%, anh cho rằng, ít ra anh cũng có một chút. Chấm ngoặc kép hai mắt đường khả hinh nổi lệ không dám nói lời nào trang hạo nhiên gật đầu một cái giống như tâm trạng có thể lập tức khôi phục sâu kín nói đi ra ngoài đi chấm ngoặc kép đường khả hinh lập tức quay đầu xuất thần nhìn anh trang hạo nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô giống như mới vừa mình không có nói gì chỉ nhàn nhạt nói đi tắm mau anh đói rồi muốn ăn cơm đường khả hinh nhìn anh chằm chằm biết có số chuyện phải để chính anh cảm thụ liền im lặng ra khỏi phòng, đứng ở cửa phòng do dự một lát, rốt cuộc đi vào gian phòng của mình. Trang hạo nhiên nhìn bóng lưng cô lạnh nhạt biến mất, đột nhiên quay mặt sang, bước nhanh vào phòng tắm, dùng tay mở mạnh vòi nước, cho nước nóng phun ra, hai tay của anh chống chặt mặt tường, cho nước nóng lướt qua khuôn mặt của mình, rơi xuống bả vai to lớn, tràn qua ngọn lửa đỏ thấm, nhớ lại một buổi sáng ba năm trước đây, mình tỉnh lại ở ngoài biển khơi dâng trào, máu tươi nhuộm khắp thân thể của mình người kia ở giữa trời đất mình mông cứu mình, trên bờ vai, nơi giấu dao bén nhọn, xâm xuống ngọn lửa đỏ thấm. Nhớ tới cô gái kia, trong một ngày nào đấy, chỉ vào tấm hình có ngọn lửa đỏ thấm, nói nhỏ tôi muốn nó. Chấm ngoặc kép, có lẽ lúc ấy, cô đã bắt đầu khác lạ ở trong lòng của mình. Trang hạo nhiên nhớ lại nước mắt đường khả hình mới vừa rồi, anh nâng quyền, đập mạnh mặt tường, kích thích một chuỗi bọt nước, ánh mắt mạnh mẽ thu lại, nhanh chóng ngửa mặt, đôi tay khuôn mặt ướt đấm thở dài một cái xoa bọt nước chút xuống thân thể phủ lên ngọn lửa đỏ thẫm không đến bao lâu trang hạo nhiên đã tắm xong thay áo sơ mi trắng quần tây dài đen vừa cài cúc áo sơ mi vừa đi ra trước gương bên mép giường vẫy nhẹ một chút tóc ướt đấm gọi nhỏ khả hinh xong rồi chưa bên kia không có tiếng chuyển đến trang hạo nhiên nhìn gương hơi cài cúc áo sơ mi xong lại nhàn nhạt, nhạt ra khỏi phòng thấy đường khả hình đã mặc áo sơ mi màu trắng cổ tròn tay áo đèn lồng, màu đen váy ngắn, mang dép lê màu trắng, đứng ở bên cửa, cũng tóc có chút ướt đẫm, ánh mắt có ý kỵ nhìn mình, anh làm như không thấy gì đi đến trước mặt cô, vươn tay nhẹ nhàng buông lỏng một chút tóc dài xỏa vai trên vai cô, cười nói tại sao không lau khô một chút. Đường khả hình không lên tiếng, chỉ hơi cúi đầu xuống, tóc trên trán buông xuống dưới, nhỏ một nước. Trang hạo nhiên đi vào phòng, cầm lên khăn tắm màu trắng, đi tới trước mặt cô lau nhẹ tóc ướt đẫm cho cô mới nói anh biết rõ anh tạo thành gánh nặng cho em mà loại cảm giác này rất dày vò đường khả hình không lên tiếng mặc cho anh dịu dàng trà nhẹ trên tóc ướt đẫm của mình em yên tâm chuyện này anh sẽ xử lý em đừng nghĩ quá nhiều trang hạo nhiên lại xoa xoa tóc ướt át bên lỗ tai trái của cô mới nhẹ nhàng nói đường khả hình có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh hai mắt trang hạo nhiên lóe lên vừa lau tóc ướt đẫm cho cô, vừa mỉm cười nói, trong khoảng thời gian em bình phục tình cảm, anh trở về nước anh, chờ em chữa khỏi vết thương, chúng ta lại gặp nhau, hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không trở về quấy rầy em. Buông lòng mình, làm chuyện em vui vẻ, chỉ cần em vui vẻ là được. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình kinh ngạc nhìn anh, chương 590, thu thập anh. Hoàng hôn hoàn toàn tắt hẳn, trời đất lập tức chìm vào bóng tối, nhưng đỉnh núi đầu kia hiện lên một vầng hồng, lúc này rừng nho lại xuất hiện quang cảnh thần kỳ. Gió thổi thật to, ban đêm có chút mát mẻ. Vườn nho bác dịch vẫn duy trì nguyên tắc trồng trọt truyền thống của Pháp, tuyệt đối không nhận nước suối bên ngoài, hoặc nhân công tưới nước, mỗi ngày anh ấy đều nhìn vườn nho, biết dây nho đang bị hạn, sẽ cắm dễ dưới đất thật sâu, hút lấy nước ngầm, cũng đồng thời hấp thu nhiều nguyên tố vi lượng và khoáng chất hơn, anh ấy vẫn tin tưởng. Vạn vật trong trời đất đều có cách sinh tồn ở khắp mặt đất, cũng luôn tin tưởng, sau khi trải qua hoàn cảnh tự nhiên khác nhau cây nho có được linh hồn và dũng khí của mình. Có bao nhiêu lòng tin mới có thể ký thác cho dây nho như thế? Đó là bởi vì, anh ấy hiểu được quy luật tự nhiên, anh ấy cảm thấy quy luật tự nhiên mới thật sự là thượng đế. Trang hạo nhiên tiếp tục đi về phía trước, lạnh nhạt nói. Đường khả hình không lên tiếng, nhàn nhạt, nhạt đi theo sau lưng trang hạo nhiên, nện vào bước chân của anh, từng bước từng bước đi về phía trước trang hạo nhiên cảm giác sau lưng không có tiếng động sửng sốt xoay người nhìn cô đường khả hình cũng ở phía sau anh mỉm cười ngẩng đầu lên chuyện gì trang hạo nhiên cười nhìn cô hỏi đường khả hình lắc đầu một cái xua tay cười nói anh đi 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 mau trang hạo nhiên không hiểu nhưng vẫn cười xoay người từng bước từng bước đi về phía trước đường khả hình lập tức đi theo phía sau anh dịu dàng nói bác dịch đối với cây nho cũng có lòng tin anh không có lòng tin đối với một người sống sờ sờ như em đây. Em không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh, ít nhất em cảm thấy, đối hành trình cuộc đời mình. Em, sẽ sống cho chính mình và lựa chọn chịu trách nhiệm. Trang hạo nhiên lại chậm rãi quay đầu, nghi ngờ nhìn cô. Lúc này đường khả hình mới cất bước, đi tới trước mặt của anh, nhìn người đàn ông đứng ở trong bóng đêm, đẹp trai hấp dẫn, nhịn cười cố ý nhìn anh chầm chầm nói, nếu anh dám chạy trốn. Xem em có thu thập anh không? chuyện lần trước ở nước anh anh còn không có bị ăn giày cao gót của em chưa sợ phải không trang hạo nhiên vừa nghe dịu dàng nhìn cô đi thôi đói bụng chết đường khả hinh không để ý đến anh nữa mà cười cười đi qua bên cạnh anh cất bước đi về phía mảng cỏ lavender trang hạo nhiên nhìn bước chân của đường khả hinh thoải mái đi về phía trước anh cũng không nhịn được mỉm cười này chấm than ngoặc kép đường khả hinh lập tức có chút nghi ngờ quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, tại sao anh không tặng cho em bó hoa? Nơi này có sẵn rất nhiều, còn dùng không tốn tiền. Không muốn, Trang Hạo Nhiên cười đứng đi về phía trước, lại đi ở trước mặt cô. Không muốn, đường khả hình thức giận nhìn anh, kêu to quỷ hẹp hòi. Chấm than ngoặc kép, chuyện ngây thơ như vậy, anh mới sẽ không làm. Trang Hạo Nhiên cất bước đi về phía trước. Ghét, chấm than ngoặc kép, đường khả hình dậm chân một cái, mới đi theo sau, kêu lên, chờ em một chút. Không chờ, chờ em một chút, không chờ, chấm than ngoặc kép. Hai người vừa nói vừa cười đi vào biệt thự của bác dịch, lúc này mới phát hiện anh đã nấu rất nhiều món ăn, đặt ở trên bàn ăn ngoài trời, có hầm gà rượu vang, gan ngỗng pháp áp chảo, dưa chua rồi trường, chân giò hun khói kim hoa, rau dại trộn salad, bánh xếp Napoleon, thịt dê nướng, bò nấu rượu đỏ. Đủ các món, bên cạnh trên bàn ăn, để mười mấy chai rượu vàng, đỏ, xanh. Ở Trung Quốc, rượu đỏ giống như rất được hoan nghênh, thật ra vẫn không bằng ở nước ngoài, rượu vang trắng và rượu vang sủi bọt đang thịnh hành, có thân phận tôn quý, cùng nhiệt tình theo đuổi. Ồ, rất nhiều đồ ăn, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật sự rất cảm động đi tới bên cạnh bàn ăn, hưng phấn nhìn tất cả món ăn, cũng muốn chảy nước miếng. Trang hạo nhiên cười to nâng một chai khai vị rượu vang sủi bọt, rót một ly cho mình trước, sau đó xé một chút bánh xếp bỏ vào trong miệng, mới hưởng thụ cảm thán nói chỉ có ở lúc này tôi mới cảm giác bác dịch giống chồng của tôi không phải tổng giám đốc tưởng sao bác dịch đang cầm một đĩa hải sản cuối cùng cua nhật bản đặt ở trên bàn ăn đã kẹp lỏng vỏ bọn họ có thể ăn rất dễ dàng cho nên vào lúc này mới nhớ tới anh anh vẫn là người tôi yêu nhất trang hạo nhiên đứng ở trước bàn ăn lại nâng ly rượu vang sủi bọt lên cảm thán cười nói rất thư thái tôi chỉ nghĩ đến ăn con gà bốn chân chiều hôm nay tôi liền khó chịu quả thật là trà đạp dạ dày của tôi có ý gì đường khả hình lập tức ngồi tại chỗ mình cũng rót một ly rượu vang sủi bọt uống vào trong miệng nhất thời cảm giác mùi hương vải sông lên hơi nóng ấm tỏa ra mùi vị thơm mát nồng đậm kích thích làm cho người ta thật vui vẻ ánh mắt cô sáng lên cũng hưởng thụ cảm thán bật cười nói trời ạ à, uống rượu vang sủi bọt thật ngon dĩ nhiên đây chính là rượu vinh dự đoạt được huy chương vàng thế giới Trang hạo nhiên cầm ly rượu, cười uống một hớp, lại cảm thán thở một hơi, lập tức cầm đĩa lên, chọn một đĩa rau giải trộn chân giò hun khói, salad ăn. Có thật không, huy chương vàng thế giới à? Đường khả hình mình cũng chọn một phần rau giải trộn chân giò hun khói, salad đặt ở trên đĩa, mới giật mình kỳ quái nhìn bác dịch nói, nhưng... Loại rượu chúng ta mua không có chai rượu này. Bác dịch nhàn nhạt, nhạt ngồi xuống, cũng rót một ly rượu vang sủi bọt uống. Thứ nhất, rượu được huy chương vàng của anh ấy cũng sẽ không giống rượu nho được tuyên truyền. Thứ hai, rượu được huy chương vàng của anh ấy, hàng năm trưng cất không được nhiều, bình thường đều để lại cho bản thân nhất uống chung. Trang Hạo Nhiên cười nói. Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút thán phục nhìn thoáng qua bác dịch, lại gấp một chút rau dại ăn, nhất thời ánh mắt sáng lên, phát hiện rau này ngọt thanh, có mùi thơm đặc biệt, hơn nữa khó được nhất là gan ngỗng chiên giòn có mùi vị thịt động vật dân dã kỳ lạ. Cô lại a hát một tiếng, Khẽ che miệng, thật sự cảm thấy đây là hưởng thụ cao cấp nhất trên đời. Cảm thán kích động cười nói, trời ạ, à, rau dại này ăn quá ngon. Cho tới bây giờ tôi cũng không có ăn rau dại ngon như vậy. Có một loại mùi vị không diễn tả được. Trang Hạo nhiên nhìn cô, cười lớn nói, anh cho em biết, rau dại của ông chủ vườn bác dịch chúng ta là rau dại ăn ngon nhất trời đời. Thậm chí có lúc, anh ấy mang rượu không tốt đổ vào ruộng bậc thang. Thật à, đường khả hình lại hưng phấn kích động nhìn bác dịch. Bác dịch vẫn nhàn nhạt không nói lời nào, kéo bánh mì mới nướng xong, bỏ vào trong miệng. Đường khả Hinh rằng có cả ngày, thật sự là đói muốn điên, thiếu chút bưng đĩa rau dại, toàn bộ bỏ vào trong miệng nhai, trang hạo nhiên tiếp tục ăn thịt dê nướng, nhai rất thích thú. Bác dịch nhìn hai người này, cao mày nói các người mấy chục năm chưa từng ăn cơm sao. Ăn như hổ đói vậy. Anh cho chúng tôi vào chậm một chút nữa, cũng ăn anh luôn rồi. Trang hạo nhiên tự cầm một chai Pinot Noir, biết đã giải rượu, liền tự rót cho mình một ly vào trong cái ly khác. Đường khả hình vừa vươn tay, cầm nhĩa lên, ghim một chút gan ngỗng ăn, bác dịch nhàn nhạt đứng lên, đi về phía bên cạnh cái bàn nhỏ màu trắng, cầm một chai rượu Bocitis Pinot Gris năm 2000, rót cho cô một ly. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức nâng ly rượu Bocitis mỉm cười hớp một ngụm nhỏ, lập tức một mùi hương hoa hồng tỏa ra trong khoang miệng, phối hợp mùi gan ngỗng, vị giác kích thích đến điểm cao nhất ánh mắt của cô nóng lên. Lập tức chạy đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên ngồi xuống, đôi tay nắm chặt cánh tay của anh, thật kích động cúi đầu. Em làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười hỏi. Quá hoàn mỹ, ăn quá ngon, làm sao sẽ phối hợp được hoàn mỹ như vậy? Đường Khả Hinh muốn khóc, nắm chặt cánh tay Trang Hạo Nhiên giật mạnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn bác dịch cười lớn. Bác dịch cũng nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu lên nhìn đường Khả Hinh, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười ôn hòa. Mau ăn, mau ăn, Trang Hạo Nhiên cười đỡ cô ngồi dậy, lại để vào trong đĩa của cô một càng cua Nhật Bản, mới nói, ở chỗ ông chủ bác dịch của chúng ta không có gì cả, chỉ có nhiều rượu. Chấm than ngoặc kép, vẻ mặt đường khả hình kích động ngồi dậy, có lẽ đây là người bởi vì một yêu rượu đỏ, có thể hưởng thụ thức ăn ngon và rượu đạt tới loại cảnh giới thượng thừa, cười thật vui vẻ, mới vừa muốn đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. Ngồi, trang hạo nhiên lập tức nắm chặt cánh tay của cô nhìn cô một cái mới nói ngồi nơi này đường khả hinh liếc anh một cái liền không thể làm gì khác hơn là cười ngồi xuống tiếp tục thưởng thức món ăn ngon bác dịch nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu lên vừa mút rượu đỏ vừa nhìn đường khả hinh ánh mắt lóe lên một cái trang hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bác dịch hiểu ý của anh bữa này bữa ăn tối tất cả mọi người ăn rất vui vẻ Nhất là đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên rất tận hứng, vừa cười vừa nâng ly cụm ly, từ rượu vang sủi bọt, rồi đến rượu bochitis, uống đến rượu băng. Bữa ăn tối này vẫn dùng đến khoảng 9 giờ tối, gió thổi càng lúc càng lớn, nhưng ba người vẫn cười nói, suốt cuộc đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên nhìn như say, bác dịch nhàn nhạt ngồi ở giữa, mút nhẹ rượu đỏ, có lúc giống như nhìn người tình, nhìn vườn nho phía ngoài sân. Lần sau thời, chúng ta cũng mang phó tổng bọn họ tới, cùng nhau hưởng thụ. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Ông chủ bác dịch chúng ta không thích quá nhiều người, sẽ ẩm ý đến cây nho của anh ấy. Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, cười cười nhìn bác dịch, chỉ thấy anh ngẩng đầu lên, ngưng mặt nhìn vầng đỏ phía chân trời, lộ ra một chút lo lắng. Bác dịch tiên sinh, anh làm sao vậy? Đường Khả Hinh nhìn anh, có chút ngạc nhiên gọi nhỏ. Trang Hạo Nhiên hơi thu nụ cười, nhìn bác dịch. Không có, chấm ngoặc kép người anh đã đứng lên, đi về phía trong nhà. Đường khả hình sững sờ, nhìn Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói, anh ấy làm sao rồi? Mới vừa rồi còn thật tốt. Anh ấy vẫn như vậy. Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô một cái, nhưng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vầng đỏ trên bầu trời. Vào đi, chấm ngoặc kép, bác dịch biết bọn họ đã ăn no một trận rồi. Tốt, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đáp lời. Sau đó đầy thâm ý nhìn đường khả hình, nói, vào đi. Đường khả hình nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như từ ánh mắt của anh cảm thấy nghiêm túc, cô ngạc nhiên sửng sốt. Audio điện tử võ tấn bền chương 591, 70 ngọn nến Trên thế giới này, nếu như bạn chăm chỉ sáng tạo, chăm chỉ học hỏi, sẽ phát hiện trong cuộc đời có rất nhiều việc, cũng sớm có dự báo trước. Đường khả hình ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, sau khi mùi rượu giải tán, liền im lặng thật cẩn thận đi vào phòng khách đèn đuốc sáng trưng, thấy bác dịch đã từ trước tủ sách, rút ra một dương gỗ đỏ, nhìn như có một đoạn lịch sử, cô nghi ngờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn cô khẽ mỉm cười, nói, đừng sợ. Chúng tôi cũng chỉ muốn giúp em, nhưng anh không có nghĩ qua, đưa em tới đây nhanh như vậy, cũng không có chuẩn bị tâm lý cho em. À, suốt cuộc nói chuyện gì, đường khả hình có chút căng thẳng đứng ở bên cửa, nhìn hai người bọn họ. Bác dịch không có lên tiếng, sách dương lên, đi lên lầu mới nói đi lên đây trang hạo nhiên gật đầu một cái liền tới đến bên cạnh khả Hinh, nhẹ đỡ hông của cô nói đi lên chấm ngoặc kép đường khả hình có chút lo sợ dừng tại chỗ không dám đi lên trang hạo nhiên nhìn cô mỉm cười nói em không tin tưởng anh sao đường khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên hai mắt nhấp nháy cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng không dám nghĩ quá nhiều chỉ khẽ gật đầu đi thôi chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đỡ đường khả hình đi lên cầu thang lầu, đi tới phòng khách tầng 2, lại đi ra bên ngoài, một cơn gió lạnh nhào tới, ban công khổng lồ, vách tường bằng gỗ che kín, khắp nơi đốt ánh nến có vị thuốc, ngay chính giữa để chiếc giường nhỏ màu trắng, nhìn sang có chút lạnh lẽo. Đây là, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngạc nhiên nhìn chiếc giường nhỏ, tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, hỏi đây là cái gì? Bác dịch đứng ở đầu kia ban công, lạnh lùng mở dương ra, từ bên trong lấy ra một bao kim, từng phần từng phần mở ra trên bàn nhỏ ở bên giường, nói đi vào tắm trước một chút rồi trở ra. À, đường khả hình càng lúc càng nghi ngờ nói, rốt cuộc có chuyện gì? Tôi, tôi làm sao? Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn đường khả hình, nói bác dịch không chỉ là ông chủ vườn nho yêu tú, còn là một thầy thuốc châm cứu rất xuất sắc, anh ấy đã từng mấy trăm lần, cứu rất nhiều người, thậm chí đoạn thời gian trước, có một người khách bị câm, cũng được anh ấy châm cứu chữa khỏi, Lúc này anh ấy dùng 5 ly nước thử em. Còn có mùi sắt và kém em không có uống ra, trong lòng anh ấy tự có phán đoán, anh đã nói chuyện của em với anh ấy, anh ấy nghi ngờ lần đó em bị đâm một dao, làm cho thần kinh bị đè ép, khiến khứu giác trời sinh xảy ra vấn đề. Em phải biết trong quá trình khứu giác trời sinh không nhạy cảm, cũng đồng thời sẽ ảnh hưởng khứu giác sau này của em. Thật ra nó sẽ giảm đi một chút, lần này tới đây, anh chính là muốn trao đổi chuyện này với anh ấy dự tính thời gian son mới gọi em tới. Đường khả hình kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, thậm chí có chút kích động nói, ý của anh nói, khứu giác trời sinh có thể khôi phục sao? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, nói, đúng vậy. Hãy tin tưởng anh ấy. Bác dịch nhìn gian, đã dùng cơm hơn 2 giờ, liền thúc giục để cho cô ấy đi tắm đi. Tốt, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn đường khả hình mỉm cười nói, vào đi. Đường khả hình vẫn còn kích động, đón ánh nến nhìn trang hạo nhiên muốn nói lại thôi trang hạo nhiên ôm nhẹ thân thể của cô cúi xuống cảm thán nói không có chuyện gì vào đi chấm ngoặc kép đường khả hinh nghe vậy chỉ đành phải xoay người theo lời bác dịch căn dặn đi vào một gian phòng nhỏ lộ thiên ngay sau đó một mùi thuốc thật dày đặc xông tới cô cau mày nhẹ dùng ngón tay ngăn mũi nhìn phòng tắm tương tự trung tâm spa dùng cái một thùng gỗ làm bằng gỗ sồi bên trong đều là vị thuốc mình không biết tên mùi thuốc đang bốc lên nồng nặc, cô có chút khó chịu, thở dài một hơi. Khổ khổ khổ, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên hơi có chút không biết xấu hổ đi vào, nhìn đường khả hinh nói, sau khi tắm xong, nửa giờ ra ngoài, mặc áo lót và váy ngắn xong, khoác áo choàng tắm ra ngoài là được rồi, bởi vì một lát, em phải. Châm cứu phía sau người, chấm ngoặc kép, đường khả hinh nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức an ủi nhìn cô, cười nói, anh ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để cho em có bất kỳ chuyện gì, yên tâm. Bác dịch châm cứu cho em, anh ấy cũng có áp lực, anh ấy chỉ là một thầy thuốc, trong đầu chỉ có huyệt vị, sẽ không có bất kỳ thứ gì, buông lỏng một chút, hả? Đường Khả Hinh mới có chút cố kỵ nhìn anh, cô gái này từ trước đến giờ rất bảo thủ. Thật không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới trước mặt cô, kéo cô vào trong ngực, ôm nhẹ vỗ vỗ sau lưng nói yên tâm. Ừ, chấm ngoặc kép, thật ra đường khả hình cũng hiểu đạo lý trong đó. Vậy anh đi ra ngoài, Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô, bưng mặt, nhẹ nhàng cưng chiều nói. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ mỉm cười, nói tốt. Cố gắng lên, Trang Hạo Nhiên nhẹ buông cô ra, vừa lo lắng nhìn cô, vừa đi ra phòng tắm, chậm rãi đóng cửa lại. Cậu căng thẳng cái gì? Bác dịch lại mở túi vài châm dài ra, Hai mắt thâm thúy, chỉ là lộ ra suy nghĩ đơn giản trực tiếp, chậm rãi hỏi chẳng lẽ cậu không tin tôi. Tôi nào có, Trang Hạo Nhiên vẫn có chút không thoải mái, liền ngẩng đầu lên nhìn anh, nói thật phải châm lưng à. Bác Dịch lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải cúi xuống, mỉm cười không lên tiếng, lại thấy bác Dịch lấy mai hoa châm ra, kim châm chuyên lấy máu, khi đâm kim xuống thì kim tản ra, máu từ bên trong chảy ra, anh nghi ngờ hỏi, phải dùng đến cái này nhìn tình huống mà định ra lúc này bác dịch mới nhớ tới chuyện gì ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên rất nghiêm túc hỏi cậu có lên giường với cô ấy hay không vẻ mặt trang hạo nhiên lập tức lộ lúng túng ngẩng đầu lên nhìn anh bật cười một tiếng nói anh có ý gì tôi và cô ấy từng có quan hệ có ảnh hưởng gì đến anh châm cứu bác dịch nhìn vẻ mặt anh hiểu ngay hiện lên một chút nhạo báng cái người này chấm ngoặc kép Trang hạo nhiên không nhịn được bật cười hỏi, làm gì? Bác dịch không để ý đến anh, chỉ nhắc tới cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, trầm ngâm một lúc lâu, mới cởi đồng hồ xuống, thả vào một bên, lại đốt mấy ngọn nến. Gió thổi thật to, ánh nến bồng bềnh. Trang hạo nhiên đứng ở bên cạnh ban công, nhìn vườn nho minh mông bát ngát, hai mắt lộ ra ánh sáng thâm trầm rồi lại nóng bỏng. Từ trước đến giờ không làm chuyện không có nắm chắc, vào lúc này vẫn còn có chút lo lắng. Bác dịch bình tĩnh đứng ở bên giường nhỏ, cầm lên một cây kim châm, dơ dưới ánh nến nhìn, hai mắt rất sắc bén, lại chậm rãi nói cô ấy nên khôi phục khứu rác. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên xoay người nhìn anh. Bởi vì cuộc sống của cô ấy vốn chính là đặc sắc so với hiện tại. Bác dịch cùng đường khả hình chung đụng một thời gian ngắn, lại nói ra một câu như vậy. Trang hạo nhiên tự hỏi những lời này, không lên tiếng. Cửa nhẹ nhàng mở ra hai người đàn ông đồng thời nhìn sang. Đường khả hình mặc áo ngủ trắng như tuyết, bên hông quấn chặt sợi dây, tóc có chút ướt át, chỉ dùng kẹp cuốn lên, còn có mấy sợi dính ở trên bả vai trắng nón, cô chân không đứng ở bên cửa, thật sự xấu hổ, không dám đi tới. Trang hạo nhiên nhìn cô thật sâu một cái, mới nói tới đây. Đường khả hình nghe vậy, liền không có phản kháng, chậm rãi bước trên sàn gỗ, từng bước từng bước đi ra, đi về phía giường nhỏ bác dịch lạnh lùng nhìn cô giống như không cảm thấy cô là một cô gái hai mắt trang hạo nhiên lại hiện lên một chút nụ cười nhìn đường khả hình rất thẹn thùng ôm chặt áo ngủ cẩn thận cất bước đi tới đôi chân nhỏ đạp nhẹ thật dịu dàng ngồi đi chấm ngoặc kép anh nhìn cô nhẹ nhàng nói đường khả hình nhìn anh một cái liền có chút đỏ mặt ngồi ở trên giường nhỏ cũng không cao nằm xuống chấm ngoặc kép đôi tay trang hạo nhiên nhẹ đỡ bả vai của cô để cho cô nằm xuống, mới nhìn hướng cô dịu dàng cười nói, đừng sợ. Châm cứu không đau. Đường Khả hình nằm ở trên giường nhỏ, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên hơi có chút mềm mỏng nói, nếu như em chết rồi, năm sau anh mang cho cốt của em đưa đến nơi đây, muốn ăn rau dại. chấm ngoặc kép. ngoặc kép chấm. chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn người này, phốc một tiếng, cười. Bác sĩ cũng không có tức giận nhìn cô, nói, nếu như cô chết năm sau cũng đừng phiền toái như vậy, ngày mai là có thể chôn ở trong vườn nho của tôi. Đường khả hình không dám lên tiếng, vẻ mặt lộ ra uất ức. Bác dịch nhìn cô một cái, liền không nói gì thêm, nhưng vẫn nhàn nhạt vươn tay, nắm cổ tay của cô, bắt mạch cho cô. Đường khả hình không hiểu quay mặt sang nhìn anh. Bác dịch tỉ mỉ nghe mạch, hai mắt lộ ra một chút trầm ngâm và rất lạnh lùng. Trang hạo nhiên nhìn đến ánh mắt anh như thế, tâm trạng có chút căng thẳng, nhìn anh. Bác dịch nghe mạch xong, không có nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên liếc anh một cái. Trang hạo nhiên dùng ánh mắt có chút căng thẳng hỏi có. Hay không có? Không có, bác dịch nhàn nhạt nói xong, liền từ trong vải rút ra một cây châm dài, ngồi ở trên ghế nhỏ chuẩn bị xong, mới nói, nơi này có 70 ngọn nến, đốt tất cả 70 loại mùi vị chủ yếu mà chuyên gia hầu rượu thi đấu. Trong quá trình tôi châm cứu, cô từ từ nói ra mùi vị cô có thể ngửi được, từng loại cũng không bỏ sót, hiểu chứ? Đường khả hình nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc bác dịch chế nhạo, Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút suy nghĩ kỳ lạ, làm cho anh thở ra một hơi, giống như có mấy phần mất mát. Bác dịch cầm châm dài trong tay, nhẹ nghiêng người tới trước, châm thứ nhất hướng huyệt ấn đường trên chán đường khả hình sắp đâm nhẹ xuống. Mặt của đường khả hình nhíu lại, có chút hoảng sợ. Đừng nhân mặt, nếu như sợ, nhắm mắt lại, chấm ngoặc kép. Bác Dịch nhìn cô một cái, nhắc nhở. Đường Khả Hinh thở phì phò, không có dũng khí nhắm mắt lại, đôi tay đặt ở giữa bụng, thở gấp. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, tay vịn ở bên giường, đau lòng nhìn cô. Bác Dịch nhìn cô một cái, liền nghiêm túc hạ kim châm, hướng huyệt ấn đường của cô nhẹ nhàng đâm vào. Trong lòng của Đường Khả Hinh hoảng sợ, theo bản năng vươn tay, cầm đúng tay Trang Hạo Nhiên, cắn răng nắm chặt. Trang Hạo Nhiên cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên mu bàn tay mình, khẽ mỉm cười, trở tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ngón cái véo nhẹ ngón cái cô. chương 592, tại sao anh làm như vậy? Táo, lê, quýt đàn hương, hoa hồng, chấm ngoặc kép, lúc bác dịch châm cứu cho mình, đường khả hình nhẹ nhàng đọc lên những mùi hương bay ra. Bác dịch nhàn nhạt hạ châm vào cầm của cô, hỏi tiếp có mấy loại mùi thơm hoa hồng. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, căng thẳng nhìn cô. Hai mắt đường khả hình chợt lóe, theo bản năng nghe mùi vị bay ở trong không khí, sâu kín nói, à, có hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ, chấm ngoặc kép, đừng miễn cưỡng, tiếp tục đọc, chấm ngoặc kép, bác dịch lại chậm rãi hạ châm trên mặt của cô. Chuối tiêu, vải, quả mâm xôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại lặng lẽ đọc, tùng quả, bách hợp, nguyệt quế. Chấm ngoặc kép, bác dịch khẽ gật đầu, nhắc châm, nhìn màu sắc kim châm, sau đó nói, xoay người. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình nghe lời của anh, liền có chút cố kỵ, nhưng vẫn chậm rãi xoay người, khuôn mặt nhẹ ghé trên gối đầu, hai mắt lóe lên. Trang hạo nhiên lập tức có chút căng thẳng đứng dậy, nhìn cô. Buông dây áo ngủ của cô ra, nắm chặt quần áo trước ngực. Chấm ngoặc kép, bác dịch nhìn đường khả hình nằm ở giường nhỏ, nhàn nhạt căn dặn. Mặt của đường khả hình lập tức đỏ bừng. Khả hình chấm ngoặc kép trang hạo nhiên mỉm cười an ủi nói đừng sợ chỉ đến dưới bờ vai một chút thôi anh ấy là thầy thuốc em là bệnh nhân chỉ như vậy thôi bác dịch nhàn nhạt chờ đợi đường khả hình thở nhẹ một hơi chỉ đành phải vươn tay tới bên hông kéo nhẹ sợi dây áo ngủ ra mặt đã hồng tốt chấm ngoặc kép bác dịch liền bình tĩnh vươn tay tới cổ của cô vừa muốn kéo áo ngủ của cô xuống phía sau lưng trang hạo nhiên lập tức nắm tay của anh lại có chút căng thẳng nhìn anh. Bác dịch ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhìn vẻ mặt anh căng thẳng, không khỏi mỉm cười, nói thế nào. Căng thẳng à? Đường khả hình hơi mở mắt, quay đầu, thấy vẻ mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng nắm chặt tay bác dịch, trong lòng của cô ấm áp. Buông tay, tôi là thầy thuốc, bác dịch nhìn người này, hơi cất cao giọng, nói. Trang Hạo Nhiên vẫn không chịu, vẫn nắm chặt tay của anh. Vào lúc này hai người lại rằng co đường khả hinh hơi xoay người nhìn bọn họ như vậy liền chậm rãi vươn tay nắm nhẹ tay trang hạo nhiên trang hạo nhiên im lặng nhìn cô đường khả hinh mỉm cười nói không có việc gì chuyện của em em sẽ chịu trách nhiệm ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô thật không có chuyện chấm ngoặc kép đường khả hinh nhìn anh cười nói trang hạo nhiên nhìn cô sâu hơn một cái không có cách nào chỉ đành phải buông tay ra bác dịch nhìn anh một cái, mới căn dặn nói cậu tránh ra. Trang hạo nhiên hiểu ý của anh, liền chậm rãi đứng lên, đi tới bên ban công, nhìn vườn nho xa xôi, hai mắt lóe lên mãnh liệt. Bác dịch không nói gì thêm, mà nghiêng người tới trước tới cổ áo của cô, theo phần lưng mảnh khảnh, nhẹ nhàng kéo xuống, cho đến hấp dẫn chỗ trũng bên hông, dây áo lót màu hồng lộ ra. Mặt của đường khả hình đỏ lên, níu chặt quần áo trước ngực bác dịch vừa muốn nhắc cây châm nhỏ dài bằng gang tay, lại nhìn thấy ngọn lửa đỏ thấm sau bả vai đường khả hinh, anh lập tức nghi ngờ, không nhịn được quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, chỉ rất thâm trầm và bất đắc dĩ. Bác dịch chậm rãi nhìn bóng lưng của anh một cái, mới cầm một cây châm dài bằng gang tay, nghiêm túc đứng dậy, cúi người xuống, ở trên làn da trắng như tuyết của cô, ngón tay đặt nhẹ xuống vị trí hai bên xương ức của cô, hai mắt trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền cẩn thận hạ châm. Đường Khả Hinh cảm giác đột nhiên đến ngang lưng căng cứng, cô rất gấp gáp cắn chặt môi dưới, hoảng sợ đến nước mắt tràn ra. Đừng sợ, chấm ngoặc kép, bác dịch lại từ từ đâm cây châm nhỏ thật dài vào bên hông cô, lại tỉ mỉ an ủi nói, đây chỉ là huyệt vị, không có việc gì. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, nhưng mồ hôi trên trán từng giọt lăn ra. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt liếc mắt nhìn bóng dáng bên cạnh, liền có chút đau lòng gọi Khả Hinh ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình đưa ngón tay vào trong miệng, sợ anh lo lắng nghẹn ngào đáp lời. Đừng sợ, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên dịu dàng nói. Ừm, chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình chảy xuống, bởi vì rất không thoải mái. Bác dịch ngưng mặt nhẹ nhàng từng từ kéo cây châm ra, mới thở nhẹ một hơi, đặt cây châm dài xuống, lấy thêm một cây châm dài 15cm, lại đứng gần bên cạnh đường khả hình, ngón tay đặt nhẹ ở phần lưng bóng loáng của cô, tìm huyệt vị, nhẹ hạ châm đâm vào phần lưng trắng như tuyết của cô, từ từ cắm vào, đột nhiên hỏi, hình xâm phía sau cô làm sao có. Đường khả hình dịu dàng nói, tôi xâm. Chính cô, không phải, là thợ xâm hình xâm lên. Chấm ngoặc kép, đường khả hình dịu dàng nói. Ai dẫn cô đi, bác dịch chậm rãi đưa kim châm đâm vào thân thể cô. À, tổng giám đốc dẫn tôi đi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình càng lúc càng cảm giác không thoải mái, ngón tay nhét vào trong miệng, có chút căng thẳng, cắn. Ngọn lửa này là tự cô chọn, bác sĩ cẩn thận ghim hết kim vào trong thịt. Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả hình đáp nhẹ. Trang hạo nhiên nghiêng mặt, hơi nhìn bóng đen chung một chỗ, hai mắt chợt lóe lên bất đắc dĩ. Bác dịch nhẹ nhàng rút châm ra, hỏi nữa, vậy cô biết, người nào có ngọn lửa giống như cô không? Không biết, chấm ngoặc kép, đường khả hình tập trung chú ý huyệt vị của mình, căn lên rất đau, mồ hôi tiếp tục chảy xuống. Nếu như tìm được người kia, phải quý trọng anh ta. Bác dịch nhàn nhạt, nhạt nói, rốt cuộc rút hết toàn bộ kim châm từ trong thân thể của cô ra. Đường khả hình nằm yên, không khỏi sửng sốt. Bác dịch lại lấy một cây kim châm ngắn, ngồi ở bên cạnh đường khả hình, tiếp tục hạ châm xuống cái ót của cô, lại tiếp tục từ sau cái cổ, dọc xuống. Đôi tay trang hạo nhiên cắm túi quần, đón mạnh mẽ gió, nhìn tới trước, hai mắt lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ. Đường khả hình thỉnh thoảng mở mắt, nhìn bóng lưng trang hạo nhiên, hai mắt chấp nhẹ. Không đến bao lâu, ngọn đèn cầy vẫn cháy, một trận gió mang đến tiếng mưa, rối rít nhẹ nhàng rất xuống. Cả vườn nho truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, giống như thấy được lá nhỏ rũ xuống. Bác dịch bảo đường khả hình cởi dây áo lót, nơi đó có một huyệt vị. Đường khả hình chỉ đành phải đỏ mặt đưa tay tới phía sau, cởi bỏ móc áo bác dịch lại tỉ mỉ hạ châm vào nơi đó tôi đi xuống lấy hơi trang hạo nhiên đột nhiên nhanh chóng xoay người đi xuống lầu đường khả hình quay mặt sang sửng sốt nhìn bóng lưng của anh biến mất ở trước mắt của mình mặc kệ cậu ấy đi chấm ngoặc kép bác dịch tiếp tục hạ châm gió càng lúc càng lớn mưa càng lúc càng lớn thậm chí trút xuống tầm tả mưa rơi tí tách giống như bước dèm tre Toàn bộ tinh thần của bác dịch chăm chú châm vào rất nhiều huyệt vị của đường khả hình, còn dùng thảo dược, nhẹ bốc hơi ở trên huyệt thiên đỉnh của cô, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rốt cuộc một cây châm cuối cùng đã đâm xong, anh thở dài một hơi, đưa hai tay ra nhẹ kéo áo ngủ cho đường khả hình, nói tối nay châm cứu xong rồi. Đường khả hình thở dốc một hơi, lúng túng kéo áo ngủ, vội vàng quấn dây bên hông, mệt mỏi lau mồ hôi trên mặt, chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười nhìn bác dịch cười nói cảm ơn anh. Không cần, bác dịch chỉ nhàn nhạt đáp lời, sau đó đưa cho cô một ly trà nói uống đi. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhận lấy ly trà hấp một ngụm nhỏ, uống một hớp nhỏ, mới vòng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói tổng giám đốc. Chưa có đi lên à? Không nhìn thấy cậu ấy. Chấm ngoặc kép, bác dịch đứng lên, chuẩn bị thu châm, lại ngưng mặt nhìn bên ngoài ban công một chút, cau mày. Đường khả hình chân trần đứng ở trên sàn nhà bằng gỗ, nhìn ánh mắt bác dịch, cô ngạc nhiên sững sờ, đi tới bên cạnh anh, theo phương hướng của anh nhìn ra phía ngoài, hỏi, nhìn cái gì? Vẻ mặt bác dịch nhìn tới trước. Đường khả hình tỉ mỉ tìm tòi, rốt cuộc thấy trên ruộng bậc thang vườn nho, có một bóng dáng màu trắng, đang che dù chậm rãi di động, cô sững sờ, kinh ngạc nói, đây là... Ai vậy? Trang hạo nhiên, bác dịch lạnh nhạt nói. À, đường khả hình thật căng thẳng nhìn phương xa, cảm thấy toàn bộ thế giới giới cũng đang đung đưa theo gió, mưa to rất vô tình chút xuống, cái bóng dáng kia vẫn không người hoạt động ở nơi nào, có thể thấy anh hết sức khó khăn, cô kinh ngạc hỏi anh ấy đang làm gì nơi đó. Bác dịch nhàn nhạt, nhạt nhìn bóng dáng của người nọ, nói, hái rau dại. Chấm ngoặc kép. À, đường khả hình khiếp sợ trợn to hai mắt, nhìn bóng dáng đó trong bóng tối, đau lòng thất thanh kêu to, hái rau dại à. Bởi vì rau dại này rất giòn, bình thường có mưa to, trong một buổi tối có thể cuốn sạch sẽ bọn chúng, hôm sau bị chôn dưới đất, mùi bùn rất thúi. Chấm ngoặc kép, bác dịch lại lạnh nhạt nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình dương dưng nhìn người kia trong bóng tối nơi xa, trái tim chợt đau nhói, nhớ tới anh hôm nay nói, thì ra trong lòng của em cho tới bây giờ cũng không có anh. Nước mắt của cô từng viên chảy xuống, thậm chí nhìn bóng dáng di động trong mưa gió, bật khóc thất thanh, kêu to trang hạo nhiên. Ngoặc kép, mưa ơi, mưa rất lớn gió ơi, gió rất to. Người kia không có nghe được tiếng gọi, anh chỉ đứng ở ruộng bậc thang mưa như thác đổ, chống cây dù đã rách, mặc cho nước mưa lạnh như băng lướt qua khuôn mặt của mình, còn có hai tròng mắt nóng bỏng, cẩn thận hái từng cây từng cây rau dại non nớt vào trong giỏ sách, vừa hái vừa nghĩ tới cô gái kia, hôm nay lúc ăn rau dại, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trang hạo nhiên, đừng hái nữa, tại sao anh biết em không có đặt anh ở trong lòng? Đến cùng có phải là tình yêu hay không? Nếu như không phải, tạo sao anh làm như vậy? Em không muốn anh bị thương. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở trên ban công, nhìn anh rơi lệ khóc lớn. chương 593, nhớ nhung quan trọng hơn động lòng. Mưa rơi càng lúc càng lớn, bóng cây chập chờn Cả người trang hạo nhiên đã ướt đấm, ném cây dù, đứng ở dưới gốc cây nho, hái từng gốc từng gốc rau dại, hái được một giỏ sách đầy, giọt mưa lớn như hạt đậu, lột đột chút vào trên đầu của anh, trên mặt, rơi xuống vô số giọt mưa, lướt qua khuôn mặt kiên nghị của anh và hai mắt nóng bỏng. Đường khả hình nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, mang giày cao gót, hai mắt tràn lệ trống cây dù trong suốt, nhào tới ruộng bậc thang, thấy bóng lưng trang hạo nhiên ướt đẫm, hai tròng mắt của cô lập tức đỏ bừng, nắm chặt cây dù, nghẹn ngào gọi trang hạo nhiên. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên mới vừa đứng dậy muốn đi tới đầu kia hái rau dại, nghe tiếng gọi, sửng sốt đứng ở trong mưa, nhìn đường khả hình. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng anh, cảm xúc dâng trào kích động nói: "Ai bảo anh đội mưa hái những thứ rau dại này? Không phải là một thứ rau dại sao? Không ăn sẽ chết à?" Trang Hạo Nhiên đứng ở trong mưa, vẫn nhìn cô thật sâu. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, tức giận hơn nói: "Không cần như vậy, đừng để lời nói của em ở trong lòng. Càng không cần tốt với em khắp mọi nơi, anh không cần như vậy." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, mới rốt cuộc chậm rãi hỏi: "Lúc này châm cứu sợ không? Đường khả hình đột nhiên sững sờ, nhìn anh. Trang hạo nhiên đột nhiên có chút bất đắc dĩ cầm giỏ, bỏ một chút rau dại tốt tươi vào bên trong, cười nói, anh không phải vạn năng, anh cũng không phải tuyệt đối. Cuối cùng có một ngày, bên cạnh của em sẽ xuất hiện người yêu, sẽ xuất hiện người em cần, dắt tay của em đi về phía trước, người kia có thể là tưởng thiên lỗi, cũng có thể là bất cứ ai. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lăn xuống. Trước kia anh rất tự tin, anh có thể mang hạnh phúc cho bạn bè bên cạnh anh và người yêu, nhưng lúc này anh ý thức được, em bị từng kim châm đâm vào trong thân thể, nhưng anh không làm gì được. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn rau dại trong giỏ sách bị nước mưa chút rỗ xuống, hai chồng mắt anh chợt lóe lên. Trang Hạo Nhiên, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh, rơi lệ mới vừa muốn nói chuyện. Một giỏ rau dại mà thôi, đừng phiền phức như vậy. Trang Hạo Nhiên không nói gì, bước trên con đường nhỏ bùn sình, sách theo rau dại đi về phía trước. anh chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức tức giận vứt bỏ cây dù trong tay, mặc cho nước mưa vỗ vào trên người của mình. em làm cái gì? em mới vừa châm cứu xong, không thể mắc mưa. trang hạo nhiên lập tức đi lên trước, muốn nhặt cây dù lên. động lòng rốt cuộc là cái gì? đường khả hình nhìn trang hạo nhiên đột nhiên tức giận khóc lớn, rốt cuộc động lòng là cái gì? Trang hạo nhiên xứng sở tại chỗ nhìn cô. Em yêu tưởng thiên lỗi như vậy. Lúc nhìn thấy anh ấy, trái tim luôn đập thình thịch. Em hiểu rõ đó là động lòng, nhưng sau đó em thiếu chút nữa chết vì đoạn tình yêu này. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn Trang hạo nhiên rốt cuộc thẳng thắn nói thật lòng mình. Khóc nói thật ra hiện tại trong thế giới của em, động lòng không phải quan trọng nhất. Mà mặc kệ em xảy ra bất cứ chuyện gì, anh ấy cũng có thể ở bên cạnh em, cho dù anh ấy muốn đi khỏi, em cũng có thể cảm thấy tình cảm sâu đậm của anh ấy, em biết rõ cho dù anh ấy đi khỏi, anh ấy vẫn quan tâm em. Hai mắt Trang Hạo nhiên hiện lên ánh sáng, nước mưa lạnh lẽo vô tình dọc theo đôi mắt chảy xuống. Mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, nhưng trong thế giới của em, vẫn bởi vì có anh mà trở nên tuyệt vời, bởi vì anh luôn ở bên cạnh mà ấm áp không tịch mịch. Có trời mới biết, em rất sợ hãi bị vứt bỏ, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không có. Điều này so với động lòng quan trọng hơn nhiều rốt cuộc đây có phải là tình yêu hay không? Nếu thật là như vậy, tại sao em muốn từ chối anh? Là bởi vì không động lòng sao? Nếu là như thế, hãy để ông trời đánh chết em đi. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình thật sự cô đơn, mâu thuẫn rằng xé, đứng ở trong mưa, hướng về phía vườn nho xung quanh cùng tiếng mưa rơi tí tách, khóc đến đau lòng khổ sở bất đắc dĩ. Khả hình, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức muốn đi qua, đau lòng gọi cô rốt cuộc các người đang làm gì? Lúc này bác dịch mới chống cây dù, bước nhanh đi tới, thấy cả người đường khả hình ướt đẫm, anh lập tức tức giận nói, tại sao cô dầm mưa, không biết sau khi châm cứu thân thể cô không thể chịu lạnh sao? Đường khả hình khóc đến nói không ra lời, chỉ mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho nước mưa và nước mắt ảo ảo chảy xuống. Trang hạo nhiên căng thẳng mới vừa muốn gấp gáp đi lên. Quả thật quá hồ đồ, chấm than ngoặc kép. Bác dịch lập tức ném cây dù trong tay mình, lập tức đi tới trước mặt của đường khả hinh, ôm cả người cô lên, chuẩn bị ngâm thuốc cho cô tắm một lần nữa. Trang hạo nhiên lập tức xứng sờ tại chỗ, nhìn cô. Đường khả hinh không nói gì, chỉ là tựa vào trong ngực bác dịch, khóc thật đáng thương, mặc cho nước mưa thấm mái tóc dài của cô, đau lòng không còn hơi sức rũ xuống trên mặt. Khả hinh, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đau lòng nhìn cô, bất đắc dĩ thở dốc một hơi, dao dại trong tay rơi xuống đất cũng không có tiếng động. Bác dịch mở ánh đèn lầu cuối, bên trong lại thắp ánh nến, từng trận mùi thuốc nồng đậm, xuyên qua làn mưa bay đến. Thân thể đường khả hình trần chuồng, ngồi ở bên trong bồn thuốc đầy cánh hoa hồng, nhớ tới trang hạo nhiên mới vừa khom người hái rau dại, lập tức nước mắt chảy xuống. Bác dịch phịch một tiếng, xông tới. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức ôm thân thể, núp ở bên trong bồn, căng thẳng nhìn anh, hỏi anh muốn làm gì bác dịch lạnh lùng nhìn cô, nói tôi đã từng châm cứu cho một phụ nữ, cô ấy lột sạch quần áo, tôi dùng kim châm đâm toàn thân của cô ấy, cũng không có cảm giác cô ấy là một người phụ nữ. Đường khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng nhìn anh. Tôi sẽ không tùy tiện điều trị cho người khác, bác dịch lại nghiêm túc và thật lòng nhìn cô nói, nếu như không phải bởi vì hạo nhiên, tôi mặc kệ cô. Nhưng nếu cô là bệnh nhân của tôi, lúc điều trị, phải chăm sóc thật tốt thân thể của cô, đừng để cho điều trị của tôi thất bại trong gang tấc. Trên thế giới này, không có ai có kia nhiều thời gian nhảm chán, đi thành toàn tình yêu của các người. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình chợt lóe chống tay, núp ở trong nước thuốc không dám lên tiếng. Tối nay không cho phép cô qua biệt thự bên kia, đi ngủ chung với tôi, bác dịch lập tức xoay người đi ra ngoài nói. À, đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh. Cô ngủ chỗ cô, tôi ngủ chỗ tôi đấy người kia bị tôi đuổi đi rồi sẽ không quấy nhiễu cô. bác dịch biết cô hiểu lầm liền ném lại một câu vịch một tiếng đóng cửa lại. đường khả hình sướng sờ ngồi ở trong bồn tắm nhớ tới lời của bác dịch lúc này mới nặng nề thở dốc một hơi. ánh đèn nơi khác chợt sáng lên thân thể trang hạo nhiên ướt đẫm sắc mặt hơi mệt mỏi kéo bước chân có chút nặng nề đi vào phòng khách nhớ tới bác dịch mới vừa ôm lấy đường khả hình anh khẽ mỉm cười đúng vậy. Cuối cùng có một ngày trong cuộc đời của em sẽ xuất hiện người kia mang em đi. Anh thở dốc một hơi, tay vịn cầm tay, từng bước từng bước đi lên lầu, để lại từng giọt nước mưa dính ướt sàn gỗ. Trên lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhảy mũi, chợt có mấy tiếng ho khan, tiếng đóng cửa vang lên, nhẹ nhàng đóng lại tất cả không thoải mái. Mưa to tiếp tục biên cuồng rơi xuống. Đường Khả Hinh ngâm thuốc, mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng bác dịch chuẩn bị cho mình chỉ là quần áo kia hơi lớn, lúc cô chân trần đi ra, săn ống tay áo, lại thấy bác dịch đứng ở trước ban công, hai mắt đang lóe ra ánh sáng sâu thẳm, nhìn vườn nho của mình. Anh, còn chưa đi nghỉ ngơi à? Đường khả hình nhẹ nhàng đi đến trước mặt của anh, nhìn nửa khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng hỏi. Gian phòng thứ nhất ở lầu 2 có đèn bàn màu đỏ là của cô, cô đi nghỉ ngơi đi. Hai mắt bác dịch vẫn nóng bỏng nhìn vườn nho phía trước. Anh thì sao, đường khả hình nhìn anh hỏi tối nay mưa rơi càng lúc càng lớn bác dịch nhìn vườn nho của mình giống như vườn nho sơ cứng ở đỉnh núi chờ đợi hóa thạch hai quả đấm nắm chặt nhìn sẽ xảy ra chuyện sao đường khả hình có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của anh không có quan hệ tới cô đi ngủ đi bác dịch lạnh nhạt nói đường khả hình nhìn anh mới vừa muốn nói chuyện ngủ đi rằng qua một buổi tối cũng nửa đêm bác dịch nhàn nhạt nói đường khả hình không có cách nào chỉ đành phải lặng lẽ đáp lời vâng chấm ngoặc kép sẽ không lặng lẽ chạy về xem cậu ta có bị cảm hay không chứ hai mắt bác dịch chợt lóe đột nhiên hỏi mặt của đường khả hình lập tức đỏ lên không thể nào bác dịch hỏi nữa không biết chấm ngoặc kép đường khả hình khẽ cắn môi dưới nhẹ xoay người chậm rãi đi khỏi ban công lúc này bác dịch mới chậm rãi xoay người nhìn bóng lưng đường khả hình chậm rãi cô đơn Đường khả hình từng bước từng bước đi xuống dưới lầu, đi tới phòng gian thứ nhất tầng 2, nhàn nhạt đẩy cửa ra, mặt không lộ vẻ gì bước thẳng vào, đóng nhẹ cửa lại. Bác dịch giống như nghe được tiếng đóng cửa, hai mắt nóng bỏng lại nhìn vườn nho của mình ở xa xa. Ung um ung, um, bầu trời nơi xa xăm, chợt vang lên tiếng sấm mùa xuân. Lúc này bác dịch mới nhớ tới, phòng của khả hình có cánh cửa sổ đã hư, phải rất dùng sức mới kéo lên, anh lập tức xoay người, nhanh chóng đi xuống lầu, đi tới trước cửa phòng của cô, nhẹ nhàng gõ một cái, gọi, khả hinh. Chấm than ngoặc kép, bên trong không có tiếng. Bác dịch đứng ở bên cửa, cao mày suy nghĩ một chút, liền gõ một cái. Bên trong vẫn không có tiếng truyền ra. Anh lập tức nắm mạnh khóa cửa, vặn ra, mở cửa đi vào. Gian phòng kia, u ám một mảnh, cửa sổ vẫn không có đóng, hai cửa sổ đông đưa, người kia không thấy. chương 594, lên men đêm tối, mưa to chút xuống. Trang hạo nhiên mới vừa tắm nước nóng, mặc ti shirt màu trắng, quần tây màu trắng, đầu có nặng chiếu đi ra ngoài, vẫy tóc mới vừa sấy khô một chút, sau đó ngã xuống giường, mở mắt, nhớ tới mới vừa rồi đường khả hình ở trong mưa thất thanh khóc giống nói, mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, nhưng trong thế giới của em, vẫn bởi vì có anh mà trở nên tuyệt vời, bởi vì anh luôn ở bên cạnh mà ấm áp không tịch mịch. Có trời mới biết, em rất sợ hãi bị vứt bỏ, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không có điều này so với động lòng quan trọng hơn nhiều rốt cuộc đây có phải là tình yêu hay không nếu thật là như vậy tại sao em muốn từ chối anh là bởi vì không động lòng sao nếu là như thế hãy để ông trời đánh chết em đi chấm than ngoặc kép anh đau lòng suy nghĩ những lời này lại nhớ tới bác dịch ôm lấy đường khả hình anh càng thở mạnh nhắm mắt lại tiếng ho khan tiếp tục ở trong đêm mưa chuyển đến đường khả hinh chống cây dù đội mưa to sải bước đi về phía trước căn nhà nhỏ ngẩng đầu lên thấy ánh đèn lầu hai vẫn sáng hai tròng mắt của cô chợt lóe, nở nụ cười mấy phần dịu dàng lập tức đi vào bên trong căn nhà nhỏ rất yên lặng chỉ có ánh đèn của phòng khách chiếu ánh sáng màu vàng đường khả hinh cũng không có lên lầu mà ở dưới lầu trực tiếp đi tới phòng bếp cô biết bác dịch là một người cẩn thận ở mỗi nơi đều cho người cung cấp thực phẩm và rượu ánh đèn phòng bếp sáng lên Đường khả hình dịu dàng đi vào phòng bếp, đi tới trước tủ lạnh, nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy bên trong có ít thực phẩm đơn giản, còn có trứng gà và rượu đỏ, vui vẻ mỉm cười, lập tức từ bên trong lấy trứng gà, rượu đỏ, liếc mắt nhìn thời hạn, ngay lập tức cầm một cái đĩa thủy tinh có thể đun nóng, rót rượu đỏ vào bên trong, đặt ở trên lò, mở lửa đun nóng. Trong lúc đun nóng Đường khả hình lập tức cầm trứng gà cẩn thận đánh vào trong chén, lấy thêm cái muống, loại bỏ lòng đỏ, mới rót lòng trắng trứng gà vào trong rượu đỏ đã đun nóng, không ngừng quấy, không đến bao lâu, một mùi thơm nồng rượu đỏ trứng gà bay ra, cô khẽ mỉm cười, tắt lửa, đổ rượu đỏ trứng gà vào trong ly tinh dài, liếc mắt nhìn màu sắc xinh đẹp của nó, liền nhẹ nhàng đặt vào trong khay, chậm rãi đi ra ngoài. Phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Đường khả hình bưng rượu đỏ đi ra phòng khách, mới vừa muốn quay người đi lên lầu, rồi lại hơi sửng sốt, đặt rượu đỏ trứng gà xuống, đi tới trước cửa lớn căn nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái. Cô gái nhỏ này cảm thấy như vậy mình mới hài lòng sự an toàn, khẽ mỉm cười, lại bưng rượu đỏ trứng gà đi lên lầu. Gian phòng tối đen, Trang hạo nhiên nằm ở trên giường, bởi vì thân thể chợt không thoải mái, chợt cảm thấy đầu óc khó chịu choáng váng, thậm chí có tình trạng hơi ù tai, anh kéo chăn, đắp qua đầu che mặt ngủ. Tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng vang lên. Trang hạo nhiên nhẹ nhấc lên chăn, đầu nhìn ra phía ngoài, hơi nghẹt mũi, mềm nhũn hỏi, ai đấy? Là em, đường khả hình cầm rượu đỏ trứng gà, đứng ở bên cửa, đáp nhẹ. Trang hạo nhiên sững sờ, hai mắt nhấp nháy trong bóng tối, mặc dù hiện lên mấy phần kích động, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, thế nào? Bác dịch không phải nói em không nên tới sao? Em, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút đỏ mặt, cầm rượu trứng gà, đứng ở bên cửa dịu dàng nói, em lo lắng cho anh dầm mưa cả buổi tối, sẽ bị cảm, nấu một chút rượu trứng gà cho anh. Anh mở cửa, em đưa vào cho anh. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe vậy, trong lòng ấm áp, ho nhẹ hai cái, mới khó chịu thở ra nhẹ ra, mỉm cười nói, không cần, anh không bị cảm, sẽ lây cho em, bây giờ em đang trong thời gian châm cứu, không nên phân tâm vì chuyện khác. Anh không sao, ngủ một giấc là được rồi. Đường khả hình nghe lời này, cảm giác sốt ruột nói, không được. Tuy thân thể anh khỏe mạnh, bình thường chắc chắn không sinh bệnh, nhưng sinh bệnh sẽ chết người. Mau mở ra, em đưa vào cho anh. Chấm ngoặc kép. Vậy thì tốt, đặt rượu trứng gà ở cửa là được, em mau trở về. Anh hiểu tính của bác dịch, anh ấy phát hiện em chạy tới đây, không thu thập em là không thể. Mau trở về, Trang Hạo Nhiên lập tức nằm ở trên giường, thở dốc, nhịn ho khan muốn ngủ. Hai mắt đường khả hình xẹt qua mấy phần gấp gáp, không yên lòng nói, không được em lo lắng nửa đêm anh sẽ phát sốt, anh mở cửa, em vào xem anh một chút. Thật không cần, nghe lời, mau trở về. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên ở trong bóng tối hiện lên mấy phần tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nhắm mắt lại, kéo chăn che ở trên người, muốn yên lặng ngủ. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình cầm ly rượu trứng gà, đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, biết người nó quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng phá vỡ, liền do dự một chút, mới chậm rãi đặt ly rượu trứng gà ở cạnh cửa, dịu dàng nói, vậy. Em đặt ly rượu trứng gà ở cửa, một lát nữa anh nhớ dậy uống. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, người bên trong nhàn nhạt đáp. Đường khả hình không cách nào, chỉ chậm rãi xoay người đi về phía trước, hai mắt nổi mấy phần lo lắng và sốt ruột, nhớ tới bộ dáng trang hạo nhiên mới vừa đứng ở trong mưa, khom lưng vất vả, cô đột nhiên dừng bước, lập tức xoay người, nóng ruột nhìn cánh cửa kia. Gian phòng, rất yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên cảm thấy bên ngoài không còn âm thanh vang lên, anh mới có chút yên lòng nằm ở trên giường ho khan, ho đến cả người khó chịu buồn bực, thậm chí cảm thấy thân thể dâng lên từng luồng hơi nóng, anh nằm ngửa ở trên giường, đưa tay che chán của mình, được rồi, xác định là bị sốt, anh nuốt cổ họng, nhắm mắt lại, tiếp tục mơ màng ngủ. Nước mưa rơi ngoài cửa sổ, từng đợt vỗ vào cửa sổ, đi qua đi lại từng đợt tiếng vang cô đơn. Đường Khả Hinh đứng ở trên ban công căn phòng của mình, đội mưa to chút xuống vỗ vào trên người của mình trên đầu trên mặt tất cả cũng ướt đẫm rồi cô vẫn cầm cái ly kia dùng cái túi trong suốt đậy rượu trứng gà lại cắn răng một cái cũng đã nhảy vọt qua ban công đối diện cả người ướt nhẹp đứng ở trước cửa sổ sát đất mặc cho nước mưa nhỏ trên mặt lại khẽ mỉm cười muốn kéo cửa sổ ra bất đắc dĩ cửa sổ đóng lại trang hạo nhiên nghe được tiếng động lập tức ngồi dậy nhìn cái bóng đen ở cửa sổ sát đất lập tức cả người hôn mê nhưng vẫn đau lòng kêu nhỏ khả hinh chấm ngoặc kép. Đường khả hình đội gió mưa, cầm chén rượu trứng gà, mặc dù thân thể vừa châm cứu mềm nhún, lại khẽ mỉm cười, nước mưa như nước mắt chảy xuống, nói anh còn nhớ chứ. Lúc thân thể của em không khỏe, tâm trạng không tốt, anh đều sẽ ở bên cạnh em, nắm tay của em, hát cho em nghe. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn bóng đen kia. Đường khả hình nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi đau xót, lại cười, nước mắt chảy xuống, sâu kín nói, cho nên, Em đi nước Anh mấy tháng, đi tới đất nước của anh, em cũng muốn học bài hát tặng cho anh. Nhưng tiếng Anh của em không tốt, hát bài hát đó không hay, em nghĩ. Nếu có một ngày anh ngã bệnh, nếu như em hát nghe không hay, anh nhất định sẽ bệnh nặng hơn chứ. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói. Em nói rồi, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nắm chặt chén rượu trứng gà vẫn nóng ấm, mím chặt miệng, mặc cho nước mưa vỗ vào trên người của mình trên mặt mới nghẹn ngào nức nở nói em muốn làm cây dù che mưa cho anh ý là em hy vọng có thể chăm sóc cho anh giống như anh chăm sóc em bởi vì đó là thứ rất quý giá trong cuộc đời chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ngồi ở trên giường anh ngã bệnh em hát cho anh nghe một bài được không hát xong rồi em đặt rượu trứng gà lại sẽ đi chấm ngoặc kép đường khả hinh rơi lệ van xin hai mắt trang hạo nhiên lóe lên trong lòng bắt đầu có chút do dự nhưng vẫn kiên trì ngồi ở trên giường. Dying in the sun, chấm ngoặc kép, đường khả hình yên lặng rơi lệ nói khẽ tối nay em hát tặng anh. Anh đừng chê tiếng anh của em không tốt, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu lên. Mưa to gió lớn bay đến. Cô gái này đứng ở trong mưa, hai con người nhấp nháy giọt lệ, sâu kín mở đôi môi mỏng tái nhợt, dùng giọng ngọt ngào, dịu dàng, rơi lệ hát khẽ, so you remember, the thing we you to say. You feel so nervous when eating of yesterday, anh còn nhớ không? Chuyện chúng ta đã từng nói, khi em em nghĩ đến ngày hôm qua, em cảm thấy rất lo lắng. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, nghe bài hát này sâu kín truyền vào, thấm vào trong lòng của mình. How could he let him get to me so bad? How did he let him get to me? Like dying in the sun, em làm sao có thể để cho mọi thứ tồi tệ xảy ra với em? Em làm sao có thể để cho mọi chuyện xảy ra với em? giống như dưới ánh mặt trời biến mất. Nước mắt đường khả hình từng viên chảy xuống, nhớ tới mọi chuyện trong quá khứ trang hạo nhiên đối với mình rất tốt. Cảm xúc của cô minh mông, lại kích động nghẹn ngào hát, will you hold on tom, I am feeling free, will you hold on to me, will never feel, anh ôm em thật chặt ôm. Em cảm thấy không thể nào từ chối, anh ôm em thật chặt ôm. Em khắc ghi suốt đời, chấm ngoặc kép, khả hình, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đau lòng gọi cô. Đường khả hình vẫn đứng trong mưa, nước mưa tùy ý chảy xuống, tiếp tục hát You want to to be so perfect you see, dying in the sun. Câu hát cuối cùng, khóc hát, em đã từng muốn trở nên hoàn mỹ trong mắt anh, muốn trở nên hoàn mỹ, giống như dưới ánh mặt trời biến mất. Trang hạo nhiên nghe câu cuối cùng của bài hát, lập tức đau lòng đứng lên, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, phịch một tiếng mở ra, hai mắt nóng bỏng nhìn cô gái trước mặt, đứng ở trong mưa gió đã ướt đấm, tim của anh lập tức đau nhói. Đường Khả Hinh cầm ly rượu trứng gà, cả người ướt đẫm, trên mặt đều là nước mưa, lại ngẩng đầu lên nhìn anh đau lòng rơi lệ nói, "Nói cho em biết, rượu ở dưới hầm đất, tại sao có lúc sẽ vang lên tiếng gì rầm?" "Bởi vì một chút mùi hoa." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, hai mắt thoáng qua đỏ thắm. "Không phải." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn anh, lắc đầu một cái. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ, đau lòng nhìn cô. "Bởi vì nó đang lên men." chấm ngoặc kép, đường khả hình nói xong, đột nhiên nước mắt từng viên lăn xuống. Trang hạo nhiên sững sờ, nhìn cô. Đường khả hình nhìn anh, đau lòng khóc nói, ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ anh sao. Vậy sao anh hiểu em? Đáng chết, lần sau còn dám đóng cửa thử xem, ngay cả cửa chính phía dưới em cũng đã đóng. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên vẫn khiếp sợ và khó tin nổi, nhìn đường khả hình. Đường khả hình hung hăng vươn tay, đánh mạnh bờ vai của anh, một lần còn chưa đủ, lại đánh lần thứ hai, cũng không hả hật, lại đánh lần thứ ba. Sau đó Trang Hạo Nhiên chợt nghiêng người, cũng không tự giác vươn tay, ôm eo nhỏ nhắn cô gái trước mặt, lui vào bên trong căn phòng tối. Cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng đóng lại. Chén rượu trứng gà đã nguội, lộ một chút phần ánh sáng hồng. Hai bóng đen, chậm rãi quấn lấy nhau, anh ôm chặt eo nhỏ nhắn cô gái trước mặt, cúi xuống nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, trong lúc mút lấy đôi môi, vẫn cất giữ một chút lý trí cuối cùng nói, không được, anh đang bị sốt. Chấm ngoặc kép. Ở trong bóng tối, cô mở hai mắt mê ly, thật dịu dàng nhìn anh. Hai mắt anh nóng bỏng ở trong bóng tối sáng lên, đưa hai tay ra, ôm chặt eo của cô, cúi xuống hôn trên môi của cô, mút lấy cánh môi hương vị ngọt ngào như hoa anh đào, thậm chí xông vào đầu lưỡi, cùng với đầu lưỡi cô vẫn có chút ngượng ngùng, triền miên chung một chỗ, ở trong bóng tối, đôi tay cô nhẹ rũ xuống, khuôn mặt đỏ bừng hơi ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh, thân thể không nhịn được dựa vào, dán ở trên tường. Bóng dáng của anh, cũng nặng nề đè ở trên người của cô, khẽ rên một tiếng nhỏ, liền ôm lấy cả người cô, để cho cô thân thể cao hơn mình, lại ngẩng đầu cuồng nhiệt hôn cô. Mưa gió càng lớn, càng lớn, càng lớn. Hai bóng dáng, hòa nhau chung một khối. chương 595, Carbon Dioxide. Sáng sớm, giọt sương nhỏ giọt. Khu vườn nhau rộng lớn bao la, kéo dài vô tận, lộ ra cuộc sống xanh tươi, tỏa sáng hấp dẫn, sức sống bừng bừng. Có con chim nhỏ có phải như đang gọi mùa hè hay không? Con chim nhỏ này lông màu vàng, nhẹ nhàng dùng mỏ, gõ rào chắn một cái, phát ra tiếng vang cốc cốc cốc. Đánh thức người nào? Người đàn ông trên giường, cởi chân nửa người trên, nằm ở trên giường nệm trắng như tuyết, đóng chặt hai mắt đang ngủ say, lại nghe được tiếng cốc cốc cốc, chậm rãi mở mắt, hít một đường, thấy màn cửa sổ trắng tinh đang đong đưa, anh chậm rãi thoải mái mỉm cười, lộ ra một chút ngọt ngào và mập mờ. Không đến bao lâu, người đàn ông ngồi dậy, đêm qua sốt cao tới 40 độ, để lại nặng nề và không thoải mái xông đến, anh chỉ thở dài một cái, dùng năng lực siêu cường khống chế, ép xuống cảm giác không thoải mái, mới đứng dậy đi về phía phòng tắm. Con chim nhỏ vẫn còn đang ở ngoài song cửa sổ, mổ song cửa sổ, vang tiếng cốc cốc. Cửa sổ sát đất chậm rãi mở ra rốt cuộc trang hạo nhiên tắm rửa xong, mặc áo sơ mi mới trắng tinh, quần tây màu đen, hơi lộ ra chút tinh thần, đi ra ban công, vẻ mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đôi tay trống lên thành ban công màu trắng, nhìn vườn nho minh mông bát ngát trước mặt, xanh biếc và sức sống bừng bừng, bọn chúng cần người quý trọng và che chở, hai mắt anh không nhịn được dịu dàng. Ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng, khắp bầu trời đều là một mảng màu xanh nhạt. Người đàn ông này, giống như có tình yêu mà hấp dẫn hơn không đến bao lâu, một cánh cửa ở ban công khác nhẹ nhàng mở ra. Đường khả hình mặc áo thun màu trắng, váy ngắn màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, vẻ mặt lộ ra trang nhã tĩnh lặng và dịu dàng, chậm rãi đi ra ban công. Chim nhỏ kêu một tiếng, đập cánh bay đi. Trang hạo nhiên quay đầu, thấy đường khả hình, hai mắt chợt sáng lên, lộ ra nụ cười nhìn cô, mới vừa muốn gọi. Đường khả hình giống như rơi vào trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt, đôi tay nhẹ trống lên ban công, nhìn sân cỏ xanh biếc dưới lầu cùng một bụi lavender độc lập, hai mắt giống như thủy tinh, lóe ra ánh sáng mê man, một cơn gió mát thổi tới, phất lên sợi tóc mềm mại trên trán cô, cô giống như rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh như xuất hồn. Nụ cười trang hạo nhiên dần dần thu lại, cũng yên lặng nhìn vẻ mặt của cô. Đường khả Hinh giống như lộ ra một chút nặng nề, thở dài, nắm lan can theo thói quen cúi đầu bản tính thỏa hiệp và cúi đầu trước kia vẫn không có thay đổi. Trang hạo nhiên cứ yên lặng nhàn nhạt nhìn cô, hai tròng mắt khẽ hiện lên một chút ý nghĩ thấu hiểu, nhưng lập tức quay mặt đi nhìn phong cảnh trước mặt, đột nhiên mỉm cười, ho mạnh một tiếng. Cả người đường khả hình giống như bị đánh thức, hơi sửng sốt, lập tức nhìn ban công. Trên ban công trống trơn, cô sững sờ, hơi đến gần ban công, nhưng người tới trước, muốn nhìn sang phòng bên nhà, gọi nhỏ Trang hạo nhiên. Xung quanh rất yên tĩnh, gian phòng càng lặng yên không một tiếng động. Đường Khả Hinh nghi ngờ đứng thẳng người, suy nghĩ mình mới vừa nghe được tiếng ho khan, có phải là ảo giác hay không. Trang Hạo Nhiên đứng ở ban công bên này, thấy Đường Khả Hinh đang nghiêng người tới trước nhìn sang bên kia, anh đột nhiên mỉm cười, lập tức đi tới phía sau cô, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng, hỏi nhanh, gọi anh à? Đường Khả Hinh hoảng sợ thẹn thùng, cảm giác người phía sau rất bá đạo ôm mình hai tròng mắt của cô lập tức không kịp phản ứng mê ly và kinh sợ nuốt một ngụm nước bọt hơi sợ hãi tựa vào trong ngực của anh không dám nhúc nhích trang hạo nhiên lại nở nụ cười ngọt ngào từ phía sau ôm eo nhỏ nhắn cúi xuống hôn nhẹ ở cổ của cô đường khả hinh bị anh ôm cả người nhụt nhụt mặt đỏ lên theo bản năng đưa hai tay ra muốn vặn bung ra hai tay của anh tránh thoát ngực của anh trang hạo nhiên lại bá đạo ôm chặt đường khả hinh cúi xuống ở bên tai của cô dịu dàng hỏi, em biết, lúc rượu lên men, ngoại trừ vang lên tiếng gì rầm còn có gì nữa không? Đường khả hình tựa vào trong ngực của anh, suy nghĩ, thật sự là không biết, liền lắc đầu một cái. Trang hạo nhiên mỉm cười, lại ôm chặt thân thể của cô, nói, sẽ buông thả carbon dioxide, cho nên em đi xuống hầm rượu một đoạn thời gian, sẽ hít thở không được. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhẹ nhàng quay mặt sang, kinh ngạc hỏi thật à. Ừ chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười đáp nhẹ, mới hôn nhẹ ở cổ của cô, lại sâu kín nói, nếu muốn giải quyết chuyện này, có một cách. Chấm ngoặc kép, cách gì, đường khả hình nghi ngờ xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hai mắt chợt lóe, bưng mặt của cô, hôn nhẹ ở trên môi của cô, mới dịu dàng cưng chiều cười nói, cho nó một nụ hôn, để cho nó hô hấp ở trong lòng em. Đường khả hình sửng sốt nhìn anh trang hạo nhiên lập tức ôm chặt eo nhỏ nhắn của đường khả hinh cúi xuống hôn ở trên môi ngọt ngào của cô thậm chí thoát ra đầu lưỡi cùng với đầu lưỡi cô vẫn có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng quấn lấy nhau đường khả hinh không nhịn được ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của anh trái tim đập thình thịch thân thể bởi vì mềm yếu mà không nhịn được ngửa ra sau trang hạo nhiên vẫn khao khát ngắm nhìn và đam mê hôn lên môi của cô càng hôn càng ngọt thân thể hai người hơi nghiêng trước ban công có chút ngọt ngào và triền miên MH chấm ngoặc kép đường khả hình bị anh mạnh mẽ và bá đạo hôn làm cho mặt đỏ tới mang tai đôi tay không nhịn được chống lồng ngực của anh nhẹ nhàng tránh nụ hôn của anh mắc cờ đỏ bừng mặt nhẹ nhàng gọi không nên như vậy ban ngày để người ta nhìn thấy không tốt lắm được chúng ta không để người ta nhìn thấy chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức mạnh mẽ ôm đường khả hình lên vừa hôn cô vừa đi vào trong phòng không nên như vậy trang hạo nhiên Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên đè xuống giường, có chút hoảng sợ và xấu hổ muốn đẩy anh ra. Trong đầu không khỏi mềm nhũn. Anh thật thích hôn em. Ngọt ngào. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mới vừa dứt lời, người đã hôn lên môi ngọt của Đường Khả Hinh, tay đã xông vào trong quần áo, xoa nhẹ eo nhỏ của cô, hôn cổ của cô, vành tai của cô. Đường Khả Hinh thở gấp, hai mắt lập tức lộ ra mê ly, người đàn ông này lúc mạnh mẽ mập mờ và độc chiếm giống như như rời núi lấp biển vào tới, làm cho mình không kịp phản ứng. Lúc nụ hôn nóng bỏng của anh sắp rơi vào trước ngực của mình, trong lòng của cô hoảng hốt, mới vừa khôi phục ý thức từ chối. Tiếng gõ cửa đột một truyền đến. Hai người ở trên giường sừng sốt. Ai vậy? Trang hạo nhiên rất mất mát ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa phòng, hỏi. Trong vườn nho này còn có người thứ tư sao? Tiếng của bác dịch lạnh lùng truyền đến. Đường Khả Hinh nghe được tiếng của bác dịch lập tức sợ hết hồn nhảy dựng lên quỳ gối trên giường thật căng thẳng thấp giọng nói trời ạ à, nguy rồi bị anh ấy phát hiện em đang ở trong phòng của anh làm sao đây trang hạo nhiên nghe lời này hít mắt nhìn cô gái mặt đã đỏ tới mang tai cười nói không phải trong phòng của anh là anh ở trong phòng của em đúng vậy anh ở trong phòng của em chấm than ngoặc kép mặt của đường khả hình đỏ lên nhìn trang hạo nhiên rất lúng túng rất gấp gáp thật căng thẳng nói vậy làm sao bây giờ để cho anh ấy phát hiện anh ở trong phòng của em thì làm thế nào? Ở thì ở, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bật cười, mới chịu nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Không được, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức gấp gáp kéo cả người lên, vội vã nói, như vậy anh ấy sẽ hiểu lầm chúng ta. Hiểu lầm chúng ta cái gì? Trang Hạo Nhiên cười có chút dịu dàng, mập mờ nhìn cô. Hiểu lầm chúng ta tối hôm qua, tối hôm qua, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên thật căng thẳng lại hồ đồ nói như vậy rất ngượng ngùng em là một cô gái chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nghe cô nói như vậy lại muốn cười nhưng nghe được tiếng đập cửa gấp rút anh mới vừa muốn đáp lời anh lập tức trèo ban công trở về phòng của anh cho em mau chấm than ngoặc kép đường khả hình kéo trang hạo nhiên lên à trang hạo nhiên sướng sở nhìn đường khả hình bật cười nói nhảy qua hả chấm than ngoặc kép mau chấm than ngoặc kép, đường khả hình một tay kéo cả người anh lên, liều mạng đẩy ra ban công, nghe tiếng đập cửa càng ngày càng không kiên nhẫn, cô lại đỏ mặt, tràn mồ hôi đẩy phía sau lưng của anh, nói nhỏ, mau. Nhảy qua, Trang Hạo Nhiên vẫn rất không hiểu, đứng bên cạnh ban công, xoay người nhìn đường khả hình, không nhịn được cười hỏi, thân ái, chúng ta đang trộm tình sao. Mặc kệ, nhanh lên nhảy qua cho em, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại muốn đẩy anh trang hạo nhiên không có cách nào xoay người bất đắc dĩ mỉm cười chỉ đành phải đưa tay chống thành ban công cả người đẹp trai nhảy tới phía trước một cái hai chân vững vàng chạm đất sau đó ngẩng đầu lên lập tức thấy bác dịch đang đứng ở trước ban công của mình đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm anh sửng sốt đường khả hình đứng ở nơi này vừa nhìn thấy bác dịch lập tức giật mình đôi tay che chặt khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng cúi đầu audio điện tử võ tấn bền